vì đúng là đó là một hành trình gùi chữ lên non không hề đơn giản một chút nào, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay em xin giới thiệu, họ tên đầy đủ của em là Nguyễn Khắc Hưởng. Em thì có cơ duyên biết đến cộng đồng sống tử tế, biết đến thầy Trần Việt Quân là năm 2018, khi thầy tổ chức những cái lớp học, lúc đó là lớp học chánh kiến tại Tuệ Đức Thanh Hà, Hà Nội. Lúc đó nó chỉ khoảng 80 đến 100 người thôi, vắng lắm. Thì lúc đó đã biết đến thầy và lúc đó thì em vừa nghỉ việc xong. Và đến năm 2019 thì cơ duyên đến tiếp, đó là em và bà xã em cùng học với thầy ở một cái lớp rất là đặc biệt. Lần đầu tiên thầy tổ chức chánh kiến ở một cái khách sạn nó rất là đẹp ở Quán Sứ. Thì hai vợ chồng đi học, học về xong thì từ lúc đó là hai vợ chồng cảm thấy những cái gì thầy chia sẻ nó rất là ý nghĩa và sâu sắc, và mình cần phải sống làm sao có ý nghĩa hơn. Và đến tháng 6 năm 2020, thì em lại có cơ duyên là được đồng hành cùng dự án Gieo hạt cùng vị nhân, là một trong hai bạn đầu tiên đặt vấn đề làm đại lý, và xã em và một bạn nữa là làm đại lý của dự án Gieo hạt cùng vị nhân, phân phối bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vị nhân. Đó. Lúc đó ấn phẩm rất là khan hiếm nên là dự án tuyển chọn rất khắt khe, có nghĩa là bạn nào tham gia dự án để làm đại lý thì phải vào dự án học theo cái văn hóa, học cách các bạn ấy làm. Thì các bạn ấy mới đề xuất là các bạn ở ngoài miền Bắc này, Hà Nội này, bạn Hằng và bạn Thoa là phải vào đó khoảng độ 2 tuần, thì hai bạn đều bận con nhỏ không đi được. Thì lúc đó bà xã em và em mới quyết định là thôi bà, thế thì để anh đi. Bởi vì lúc đó là em cũng không 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 còn làm nhà nước nữa, và công việc kinh doanh của em nó cũng chậm. Và lúc ý là thực sự là lúc ở nhà nó gần như là mọi thứ nó run rủi, mình đến là mình phải đi ấy. Không có cái gì để làm, rồi thì ở nhà rất là chán. Lại mùa Covid mà, năm đó cũng chớm vào mùa Covid rồi. Thế là nhân duyên các bạn ý đẩy em vào trong đó, vào trong dự án, thì được gần thầy gần anh em. Vào dự án rồi thì câu chuyện nó lại bén duyên tiếp, đó là em không ở đó nửa tháng như dự định. Vào đó thì bạn Dung trưởng dự án bạn bảo là nếu như các bạn nữ thì đi nửa tháng, bởi vì các bạn còn bận con nhỏ sau về, còn với anh Hưởng vào đây thì phải ít nhất là 1 tháng. Và em ở lại 1 tháng, 1 tháng rồi các bạn vẫn chưa cho về và em xin về nhà thăm gia đình thôi. Xong rồi lại vào vào thế các bạn vào bây giờ anh ở đây làm việc cùng với chúng em bén duyên. Thế là các bạn ấy có tổ chức một cái sự kiện đi xuống chùa Long Vân, và em rất là may mắn hôm đó được bạn trưởng dự án giao cho là tổng phụ trách lead cái đoàn đi đó. Thì ở trong cái đoàn chuyến đi lần đó thì em cùng với các bạn đến chùa Long Vân ở Đồng Nai, là một cái chuyến đi mà thực sự rất là ý nghĩa và chạm, bởi vì là lần đầu tiên em được tham gia một cái sự kiện của dự án mà đi chia sẻ đến một ngôi chùa. Thì lần đó là chúng em sau khi đến ý, thì nhận được rất là nhiều lời phản hồi tích cực từ thầy. Thầy còn làm một cái tấm thiệp cảm ơn rất đẹp, bên bên thầy làm theo phong cách của Phật giáo đẹp lắm, gửi lời cảm ơn. Rồi sau đó thầy còn tài trợ toàn bộ cái áo mà anh em đang mặc, mà có cái logo sống tử tế mà có cái màu màu vàng vàng ấy, một bao tải 200 cái cho dự án, và nó tạo được một cái làn sóng truyền thông rất là tích cực cho dự án Gieo hạt cùng vị nhân. Thì sau cái sự kiện đó thì thầy Trần Việt Quân cũng như là đội ngũ mới nhìn thấy là mình làm ra sách rồi, mình có sách rồi, bây giờ việc của mình là phải làm sao đưa được cuốn sách này đi được sâu xa hơn, đi được đến từng nhà, từng ngõ ngách, và đặc biệt là đưa nó đến những vùng mà còn khó khăn, bởi vì ở đó các bạn ấy chưa có điều kiện để tiếp cận được với sách, văn hóa đọc ở đó còn ít. Thế là đến tháng 10 năm 2000, là lúc đó là thầy đã định hướng là sẽ phải thành lập một cái ban, gọi là ban lan tỏa văn hóa đọc. Thì cơ duyên để lan tỏa văn hóa đọc lại tiếp tục đến với chúng em, đó là các bạn ngồi mới nghĩ và bây giờ làm văn hóa đọc thì không biết làm như thế nào.
Thì bây giờ mình mà ngồi đây thì cũng không làm được, mà bây giờ phải nhờ cánh tay nối dài, đó là các bậc phụ huynh và đặc biệt là các thầy cô giáo, các đoàn thể, chính quyền ở địa phương ấy. Thì bắt đầu các bạn mới quyết định là nảy ra ý tưởng là tổ chức một cái dự án nho nhỏ, một cái chương trình thôi, không gọi là dự án được, một cái chương trình có tên là Gieo Hạt Cho Em. Cái chương trình Gieo Hạt Cho Em ra đời với mong muốn là giúp đỡ những các bạn học sinh khó khăn có thể tiếp cận được với những đầu sách hay, với những ấn phẩm của dự án. Và chúng em đăng bài ở trên truyền thông, trên các trang, thì nhận được rất nhiều các thầy cô, quý phụ huynh vào trong trong nhóm group Zalo, cũng như là đăng ký để lan tỏa cái chương trình đó. Thì sau khi nhận thấy một số lượng gửi đến phản hồi tích cực và đông như vậy, thì ban tổ chức mới họp lại và thấy là mình cần phải triển khai như thế nào cho nó hiệu quả. Thì lúc đó sẽ đưa ban tổ chức đưa vào một số cái yêu cầu quy định, đó là làm thế nào để việc lan tỏa văn hóa đọc nó hiệu quả. Thì lúc đó cái người cầu nối là đại sứ đọc ấy, cái người mà đăng ký nhận những phần quà đó để phát cho các em ấy, là đại sứ đọc, thì chúng em khắt khe lắm, tiêu chuẩn rất khắt khe, đó là người này phải có cái niềm đam mê về giáo dục, chăn trở, có cái tâm thiện lành muốn giúp đỡ người khác, chứ không phải là đăng ký một cái đường link lên hồi cho một cái con số lên để mà nhận những ấn phẩm về, mà để đó có nghĩa là nhận sách về mà sách không có hồn, không lan tỏa được, chúng em không làm. Nên là sau khi cái điều kiện đó ra thì những người đăng ký lại còn rất ít, rất rất ít, cực kỳ ít chứ không phải là ít. Và chúng em nếu như mà nắm trên đầu mối liên hệ công việc, thì em là người trực tiếp làm việc với các thầy cô ở địa phương, ở các trường, ở các trung tâm, thì nó rất là ít. Nó chỉ khoảng độ 5 đầu mối. Trong đó hai người mà em rất là ấn tượng và thực sự là dành trọn cái niềm tin vào hai cô. Đó là cô Hằng. Cô Hằng ở Phú Thọ và cô Chi ở Gia Lai. Khi mà chúng em gửi những phần quà về thì ban đầu mình nghĩ là ở dự án mình gửi như thế này là những phần quà nó ý nghĩa, mình tự hào lắm, mình gửi được sách tặng các bạn, mình cảm thấy là mình làm một việc làm nó ý nghĩa lắm. Mình kêu gọi cộng đồng có trong vòng có một tuần mà được hơn 60 triệu gửi cho các bạn, mình thấy tự hào lắm, đóng gói quay video gửi về cho các thầy cô. Nhưng mà khi lúc nghe các thầy cô chia sẻ trên Zoom ấy, mình mới thấy là mình còn nhỏ. Mình còn rất nhỏ so với những gì mà các thầy cô ở cơ sở, ở địa phương đang làm, đang cống hiến. Khi mà nghe được các cô chia sẻ cái cách làm khi nhận được bộ truyện ấy, các thầy cô tổ chức cả một buổi trao tặng rất là trang trọng ở trường. Có sự đại diện của thầy cô giáo, ban giám hiệu, đoàn thể nhận. Sau đó cô Hằng còn làm việc thầy cô tổng phụ trách này, cô bí thư đoàn trường và thầy phó bí thư đoàn trường xuống tận nhà, xuống tận cơ sở cùng với các bạn ở lớp mình, xuống thăm các cái bạn có hoàn cảnh khó khăn đó đến từng nhà. Và những cái hình ảnh mà cô gửi về cho chúng em không thể tưởng tượng được, bởi vì là nó ở vùng núi, rất là nhiều các cái nhà các bạn nó xa, đến thì chụp hình ảnh lên nhà thì sập sệ, mà thầy cô với các bạn ngồi ở ngoài đồi đọc chuyện cho nhau và đến thăm như thế. Thì em mới thấy được là các thầy cô đang làm bằng tất cả trái tim của mình, không chỉ là lan tỏa văn hóa đọc mà còn đến đó để mà hiểu cho em hiểu hơn, để giúp các em học sinh hiểu bạn mình hơn, đồng cảm, chia sẻ với những người bạn của mình đang có hoàn cảnh khó khăn. Nó vô cùng, nó rất là xúc động như thế. Hay những việc làm như cô Chi ở Chư Sê Gia Lai, cô tổ chức cho các bạn ý đọc bộ truyện và đúc kết kể câu chuyện rồi chơi thẻ game nhân quả ở trong lớp. Chúng em thấy là nhìn những hình ảnh ấy, chúng em vừa hạnh phúc vừa vui, nhưng mà cũng cảm thấy là hơi xấu hổ khi mà tuổi mình còn trẻ, mình đôi lúc là định hướng các cô, nhưng mà mình lại định hướng nó còn thiếu cả cái hồn vào đó. Các cô còn làm được ngoài cái sức mong đợi của dự án mong muốn, đó là chỉ cần các cô đến chia sẻ được sách và giao lưu với các con thôi. Nhưng mà các cô không như vậy, các cô làm rất là bằng từ cái trái tim, đến từng nơi chia sẻ, đọc truyện cùng với các con, thấu hiểu từng bạn,
là có hoàn cảnh khó khăn như thế nào để mà chia sẻ. Thì sau khi hành trình đó kết thúc thì cũng đúng là lúc mà đất nước ta vào cái dịp bão lũ ở miền Trung ngập lụt nặng, nên là dự án chuyển sang huy động kêu gọi để ủng hộ miền Trung, nên là cái dự án gieo hạt cho em nó tạm dừng. Thì sau khi dự án gieo hạt cho em có một cái hành trình như vậy, thì đến đầu năm 2021 vừa rồi thì dự án quyết định là thành lập một ban lan tỏa văn hóa đọc. Và lần này là dự án quyết định là sẽ làm lớn, đó là kêu gọi mạnh thường quân, kêu gọi cộng đồng thật mạnh để đến tận nơi, đến tận cơ sở cho các bạn ở đội ngũ dự án đến để mà tham gia, để mà biết, mà chứng kiến là hoàn cảnh của các thầy cô ở dưới như thế nào và cách chúng ta lan tỏa văn hóa đọc như thế nào. Thì cũng rất là vinh dự cho em, một người ở ngoài miền Bắc nhưng mà lại được kết nối đồng hành làm việc cùng thầy, cùng dự án, gieo hạt cùng vị nhân, nên là em được tham gia các cái sự kiện dọc đất nước, từ đi leo núi cùng với các bạn trí tuệ vùng cao năm 2020, rồi thì đến các cái sự kiện ở Thái Bình, lan tỏa văn hóa đọc ở Thái Bình, rồi đến Chư Sê Gia Lai và các sự kiện ở Quảng Nam. Thì ngày hôm nay chúng ta đến đây để cùng lắng nghe, cùng thảo luận với nhau qua những câu chuyện chia sẻ cùng với các thầy cô ở Chư Sê Gia Lai, những người thầy cô rất là chăn trở về giáo dục, những người mà em cảm thấy là khi đến với Gia Lai, khi đến với những vùng đất như vậy là như được trở về với ngôi nhà thân yêu của mình, được đón tiếp, thầy cô đón tiếp rất nồng hậu đoàn. Đến trường thì ở Gia Lai em xin chia sẻ là nó đẹp lắm, Chư Sê Gia Lai đẹp, nhưng đẹp bởi vì nó bị đô thị hóa, quy hoạch rất đẹp, đường rộng, to, nhưng mà bây giờ những cánh rừng thì cũng không còn nhiều nữa. Và chỉ đi cách xa trung tâm thị trấn khoảng 10 cây thôi ạ, thì nó là một bức tranh hoàn toàn khác, một bức tranh đối lập với sự sầm uất của trung tâm thị trấn. Ở đó cà phê nhiều, đất đai phì nhiêu nhiều, nhưng con người vẫn thiếu, vẫn còn rất là khó khăn. Có những ngôi trường rất là sập sệ. Những điểm trường trung tâm thì em không nói, nhưng những điểm trường mà nó xa thì nó rất là thiếu thốn. Không biết là cái cụm từ mà em dùng nó gọi là học ghép à? Có nghĩa là 3-4 khối lớp cùng học trong một căn phòng á. Và cô giáo hình như là còn dạy luôn cả lớp 2 và lớp 3 cùng một lúc ấy. Thì em thấy khâm phục vô cùng các thầy cô ở đó có thể làm được những cái việc như vậy với tình yêu thương con trẻ, với tình yêu nghề, với tình yêu với giáo dục thì mới có thể làm được. Điều kiện thì không biết là ở vùng núi thì lương của các cô có cao hơn ở ngoài đồng bằng không, nhưng mà em thấy là rất khâm phục cô Chi, cô Tuyền, cô Mị, các thầy cô ở trên đó. Em sẽ là người đồng hành cùng với các thầy cô trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ trước khi mời lên màn hình Zoom chính của chúng ta một người cô, một người chị mà em rất yêu mến và ngưỡng mộ, thì em xin mời bạn kỹ thuật, bạn Nhật sẽ chiếu giúp anh các cái video của hành trình dự án lan tỏa văn hóa đọc đến với Gia Lai, để chúng ta sẽ cùng thổi một cái làn gió mới trước khi nghe những lời chia sẻ của cô Chi, cô Tuyền và các bạn ngày hôm nay. Em có thể mở từ video từ bạn từ trường Nguyễn Du, là cái trường đầu tiên đến, sau đó đến trường Tôn Đức Thắng, và cuối cùng là trường Trinh, trường của cô, nơi công tác của cô Chi. Bây giờ em mở cho anh cái video đến từ trường Nguyễn Du nhé. Có đường link anh gửi trong nhóm rồi đó. Bảy mươi bảy thầy cô và đại biểu đang có mặt trên Zoom. Nếu mà thầy cô thấy là cái talk show này nó ý nghĩa và nó cần thiết cho các thầy cô giáo khác, thì chúng ta có thể em lan tỏa chia sẻ cái video cái đường link của Zoom, cũng như mời thêm giáo cùng chăn trở về giáo dục vào để chúng em cũng có thể học hỏi, giao lưu và lắng nghe các thầy cô. Sau đây xin mời video ạ.
ra đây. Dạ vâng, đây là cái trường đầu tiên mà đoàn chúng em đến. Bây giờ thì xin mời các thầy cô cùng đến với trường tiểu học Tôn Đức Thắng. Giới là giữ quy củ. Vâng, trường tiểu học Tôn Đức Thắng và trường tiểu học Nguyễn Du là hai trường tiểu học. Còn bây giờ dự án chúng em xin mời các thầy cô và các đại biểu cùng đến với trường Trung học phổ thông Trường Chinh, nơi công tác của cô Phương Chi ạ. Xin mời video.
phổ thông Trường Chinh. Dạ vâng, vừa rồi là các thầy cô và quý vị đại biểu chúng ta vừa được xem ba cái video trong cái hành trình mà dự án lan tỏa văn hóa đọc đến với các thầy cô và các em học sinh ở Trường Chinh Gia Lai, ở Chư Sê Gia Lai, di chuyển một cái quãng đường rất là xa từ thành phố Hồ Chí Minh đi ô tô xuống, nhưng mà bằng hết cái tình yêu thương dành cho các bạn học sinh, dành cho vùng đất Chư Sê, đến với lớp nào, các thầy cô đến với trường nào, các bạn trong đội ngũ của dự án cũng như là các tình nguyện viên rất là hăng say, nhiệt tình và trao đến một cái năng lượng rất là yêu thương, thiện lành cho các em học sinh. Chính vì vậy mà nhận được rất là nhiều những lời phản hồi tích cực từ các thầy cô giáo. Và trong cái hoạt động lan tỏa văn hóa đọc mà các thầy cô vừa xem qua video ấy, thì chúng em tổ chức những cái hoạt động như là tặng quà trực tiếp, những phần quà mà các nhà mạnh thường quân mà chúng em kêu gọi tặng trực tiếp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Khi mà gửi các thầy cô gửi danh sách các bạn đấy về thì chúng em duyệt và có kêu gọi mạnh thường quân để tặng. Trong cái buổi tặng sách đó thì dự án cũng trao tặng một cái tủ sách tinh hoa cho nhà trường, cho thư viện, và đặc biệt có một cái lễ gọi là lễ tặng sách, lễ biết ơn. Mà cái này chúng em học được các bạn từ dự án Trí tuệ Việt Việt Nam làm năm 2020, khi mà tổ chức một chuyến đi Lào Cai, có một cái lễ tặng sách tri ân thầy cô, nó vô cùng rất là xúc động giữa cô trò. Và chúng em cũng tổ chức cái lễ tặng sách này trong tất cả các cái hành trình của dự án lan tỏa văn hóa đọc mà dự án Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân tham gia. Và cuối cùng trong cái hoạt động, trong cái hành trình vừa rồi ấy, đó chính là chúng em demo giảng thử cho các cô, các đại biểu về dự xem một tiết giờ đọc hạnh phúc là như thế nào, thông qua cái bộ truyện tranh Gieo Hạt, nó nhỏ xí này thôi đó. Và các bạn trong ban tổ chức lớp học xây dựng một tiết học để dạy, muốn lan tỏa đến các thầy cô giáo rằng là chúng em không phải là những người giáo viên đứng lớp nhiều, nhưng mà bằng tình yêu thương chúng ta, với cái cách làm nó sáng tạo đi một chút, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa những câu chuyện, đưa những bài học để lớp học của chúng ta nó không trở nên cứng nhắc, để lớp học của chúng ta nó vui, sinh động hơn, và các con học được nhiều hơn từ các bài học từ cuộc sống, để mà các con rèn luyện được nhân cách đạo đức ngay khi mà đứng trong lớp học, khi mà học ở trường như vậy, chứ không phải để khi các con trưởng thành, không phải để mà phải trả giá nhiều ở ngoài cuộc sống, nhiều ở ngoài trường đời. Thì các bạn xây dựng những cái tiết học giờ đọc hạnh phúc ấy, nó rất là vui. Đầu tiên là phải đảm bảo là vui, hay, ý nghĩa, thậm chí là còn làm các bạn khóc được. Nó ý nghĩa đến mức mà các bạn có thể khóc được. Nhiều thầy cô cũng xúc động theo những cái câu chuyện mà chúng em làm xây dựng ở trong cái bộ truyện tranh. Khi giảng, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Nhưng mà giờ học thì rất là vui, có hát, có múa, có trò chơi. Và phải nói là các bạn đón nhận rất tích cực khi nghe những lời chia sẻ, các cái câu hỏi ở trong lúc thảo luận ấy, thì các bạn ấy trả lời thông minh lắm, hay lắm. Và các thầy cô trong ban giám hiệu cũng như các thầy cô, những người kết nối giúp đoàn chúng em về thì rất là trăn trở làm thế nào để chúng ta có được một cái môi trường như vậy. Thì ngày hôm nay xuất hiện trên Zoom có cô Phương Mỹ Chi và cô Tuyền, là những người tại cơ sở, những người đã kết nối cùng dự án và những người rất trăn trở để làm sao đưa con chữ lên non. Em cũng xin được mời tiếp theo chương trình, xin mời cô Chi sẽ xuất hiện trên Zoom và cùng trò chuyện, tâm sự với tất cả quý thầy cô và tất cả chúng ta trên Zoom ngày hôm nay. Xin một trái tim yêu thương để chào đón cho cô Chi ạ. Chúng ta có thể thả biểu tượng trái tim yêu thương này lên màn hình để chào đón cô Chi ạ. Em xin mời cô ạ. Dạ, cảm ơn anh Hưởng. Và trước khi để chào đón cô Chi đến với câu chuyện tối hôm nay thì mọi người có thấy rằng là cái hành trình của anh Hưởng đi đến với văn hóa đọc cũng như là truyền trả một cái thông điệp rất là ý nghĩa đối với cả nhà vào tối hôm nay, không ạ? Nếu có thì mọi người có thể comment một điều gì đó gửi tới anh Hưởng, đúng không ạ? Trước khi mình chào đón nhân vật tiếp theo ạ.
một người anh cũng rất là trăn trở với văn hóa đọc và đã đưa nó về với cái mảnh đất quê hương của mình ạ. Và không biết giờ này đấy cô Chi đã sẵn sàng chưa ạ? Thì cô Chi có thể giơ tay để em có thể nhìn thấy cô ạ. À, dạ cả nhà mình cùng thả tim để chào đón một cô giáo đến từ Gia Lai rất là dễ thương và sẽ xuất hiện ngay sau đây ạ. Xin được mến chào tất cả quý thầy cô, quý anh chị có mặt trong buổi talk show vô cùng ý nghĩa này hôm nay. Em xin được tự giới thiệu, em xin đổi cái phông nền chút ha. Em là Phương Chi, em đến từ Gia Lai và gần 20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người thì em cũng luôn khao khát làm thế nào đó trên cái hành trình mình đi á. Mình có thể lan tỏa được rất nhiều những cái giá trị tốt đẹp mà đặc biệt là từ sách, bởi vì thuở sinh viên thì em đã từng là một mọt sách gắn bó rất nhiều với thư viện và cũng sinh ra thì ở vùng quê Nam Định, nhưng mà 6 tuổi thì đã vào Gia Lai và gắn bó từ năm 1985 cho đến bây giờ. Thì em biết rằng là em đã nhận được quá nhiều những cái giá trị từ sách. Ba mẹ thì vất vả làm việc, chỉ dạy cho con những cái bài học rất là nhỏ thôi, còn phần lớn những cái bài học để mà phát triển bản thân rộng mở ra ngoài thì em nhận được từ sách. Và đó là lý do mà em ấp ủ làm thế nào đó để cho các con cũng có được cái văn hóa đọc đấy. Mà một mình làm thì nó gần như là muối bỏ biển và mình cũng không có được những cái quy trình. Vì vậy mà em luôn thao thức cái điều đó trong lòng. Thì có lẽ là khi mà người học trò mong muốn thì người thầy sẽ xuất hiện. Và cái duyên lành từ những cái khóa mà học thiền ở trên các cái buổi Zoom cộng đồng thì em có quen với lại thầy Sĩ Hành ở bên Tuệ Đức. Và em lại kết nối, tức là em ao ước là ở cái tịnh xá nơi em ở là thường tổ chức khóa tu mùa hè nhưng chưa bài bản. Thì em chỉ mong ước là một ngày nào đó sẽ có một cái đội ở Sài Gòn về để hỗ trợ tổ chức cho bài bản. Và nhờ đó thì thầy Sĩ Hành đã giới thiệu với em là cô Kim Sơn và đã book được một cái lịch hẹn khi mà em vô Sài Gòn thì em cùng với sư Giác Duyên, một vị sư vô cùng là thiện lành, đến gặp cô và có một đoàn tư Tuệ Đức về Gia Lai để tổ chức một cái khóa tu mùa hè vô cùng rực rỡ. Và sau đó thì có những cái chuyến thiện nguyện khác và đó là cái đầu mối để mà kết nối em đến với lại dự án Trí Tuệ Việt Nam với chương trình Lan Tỏa Văn Hóa Đọc. Thì trước hết là em xuất hiện ở đây thì xin được gửi lời tri ân đến tất cả những cái người mà đã kết nối để đem lại cho em một cái mối duyên lành để em có thể mà lan tỏa được cái giá trị của văn hóa đọc ạ. Dạ, và trước khi mà chia sẻ cái câu chuyện, cái hành trình của em thì em xin được mời một người bạn đồng hành, đó là cô Võ Thị Bích Tuyền, một người bạn học của em và cũng là một người mà đồng điệu ở rất nhiều lĩnh vực, lên chia sẻ cái hành trình mà cô đã đưa sách, đưa những cái giá trị của văn hóa đọc về với lại cái mảnh đất Gia Lai, về những cái điểm trường xa xôi nơi cô Tuyền công tác. Xin mời cô Tuyền xuất hiện ạ. Dạ, em xin kính chào quý thầy cô và anh chị em trong hôm nay. Em giới thiệu là em là Võ Thị Tuyền, đến tiểu học Công Đức Thắng, C. Gia Lai. Thực sự
em rất là biết đến với cái chương trình văn hóa một tầng đến với ban chức văn hóa đọc là mình bồi hồi xúc động và thực sự là rất là biết ơn khi trình đến với đã là một giáo viên gần 20 năm và cũng gần 20 năm gắn bó với người tộc thiểu số. Thì khi mà mình tiếp xúc với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số là cái điều mà mình trăn trở nhất đó là làm sao để cho các con biết chữ. Thực sự thì với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở tiểu học á, ở mình thì để mà các con đến trường á, là một vấn đề hết sức là khó khăn. Mấy cô thực sự là phải đi động, phải kêu gọi. Cô có thể là 7 giờ vào lớp nhưng mà 6 giờ 15 á, là cô phải có mặt ở trường, ở cái điểm trường đó và đi quần hé, đi vòng trong cái làng đấy. Đi vòng một vòng, hai vòng, có khi ba vòng mới gần đủ học sinh để có, để 7 giờ, hơn 7 giờ mới bắt đầu tiết học. Thì đó là một cái khó khăn và một cái trăn trở rất lớn của mình. Thì và những cái khó khăn đó thì thực sự là mình đi tìm tòi học hỏi ở các thầy cô, ở tất cả mọi cái lớp học. Thì trong có lớp thầy Trần Việt Quân, thầy Phùng Phong, Ngọc. Thì mình cũng đã rút ra được một cái kinh nghiệm để có thể giúp các em là ham thích đến trường. Sau đây là Tuyền cũng xin phép là được chia sẻ màn hình để mình chia sẻ những cái hình ảnh của học sinh của vùng cao để mọi người biết được là học sinh vùng cao nó như thế nào ạ. Và quý anh chị em ở trong Zoom mình cho cô Tuyền biết là ở đây có bao những bạn nào ở Gia Lai thì cho cô Tuyền xin số 1 ạ. Và bạn nào ngoài Gia Lai thì cho cô Tuyền xin số 2 ạ. Dạ, có rất nhiều anh chị em không phải là người dân Gia Lai đúng không ạ? Dạ, nhờ ban tổ chức cho cô Tuyền chia sẻ màn hình ạ. Dạ, được rồi cô ạ. Dạ, rất nhiều anh chị em không phải là người dân ở Gia Lai đúng không ạ? Và cô Tuyền cũng xin dẫn mọi người đến với xã Ia Bờ Lan, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, trường tiểu học Tôn Đức Thắng. Và đây là một cái điểm trường làng Bờ Lo của trường tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Bờ Lan, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Đây là cái sân trường mà lúc cô Tuyền mới về trường. Thì cái sân trường nó lầy lội như thế này ạ. Đây là trong sân trường rồi ạ. Hai cái ảnh bên phải, bên trái là hai cái ảnh ở trong sân trường rồi ạ. Còn cái ảnh bên cuối cùng, ảnh thứ ba ở bên tay phải của cô Tuyền, đây là cái đường làng, cái đường để vào trường ạ. Nó như thế này đây ạ. Đây là hình ảnh mà cô Tuyền hàng ngày phải đi đến trường đây ạ. Và đây là lớp học của cô Tuyền đã dạy. Đây là ngôi trường thân yêu của cô Tuyền ạ. Đây là cô Tuyền xin giới thiệu, đây là nhà người dân. Nhà học sinh của cô Tuyền ạ. Nhà học sinh của cô Tuyền. Đây là một cái nhà được nhà nước xây dựng đã lâu lắm rồi. Và bây giờ thì cửa sổ cũng không còn, che bằng cái bao
bao cát á, và cửa chính thì cũng không còn nữa, mà bây giờ thay bằng đó là những cái tấm tôn. Đó. Và bên cạnh đây cũng là nhà của học sinh, nó như thế này ạ. Đây là mái ấm của học sinh của cô Tuyền đây ạ. Đây là học sinh của cô Tuyền ạ. Đây, học sinh của cô Tuyền đi học là phải bồng theo em thế này ạ. Đây là học sinh lớp 1. Hình đầu tiên đây là học sinh lớp 1 đang bế em vừa biết bài. À, các em ra chơi thì có em đây, cô Tuyền thấy dễ thương quá, cô Tuyền chụp một bức hình. Và bức hình thứ ba là cũng dẫn học sinh, cũng dẫn em đến lớp, nhưng mà em ngủ, thế là trải cái miếng vải, rồi cái điệu con á, cái điệu em ấy, trải xuống đất cho em ngủ ở ngay lớp học ấy, để chị anh chị có thể học. Đây là học sinh của cô Tuyền. Và đây là cái hình ảnh mà lớp ghép hồi nãy anh Hưởng có nhắc tới ạ. Đây, hình ảnh lớp ghép. À, quý anh chị thầy cô có thấy là các em quay mặt qua hai hướng không ạ? À? Cái hướng mà các em quay lên trên là học sinh lớp 1, và học sinh đang quay lên màn hình của chúng ta đây ạ, là học sinh lớp 2 ạ. Thì trong cùng một tiết học thì cô giáo phải dạy hai trình độ, vừa dạy lớp 1 vừa dạy lớp 2 ạ. Một lớp của cô Tuyền đây là khoảng 9 em thôi. Có 9 em nhưng mà hai trình độ. Với cái lớp dạy thế này thì giáo viên rất là vất vả. Trong quá trình dạy một buổi học thì cô giáo không có một cái thời gian nào để có thể là ngồi trên bàn luôn ạ. Không có thời gian luôn ạ. Tại vì chạy qua lớp 1 hướng dẫn cho các em xong để các em tự làm bài, sau đó chạy qua lớp 2 hướng dẫn cho các em xong lại quay lại lớp 1, cứ như thế vòng như thế hết một buổi và hết một năm học. Mà với học sinh đồng bào thì không như học sinh người Kinh mình, các em chưa có ý thức học tập nên là cô rất là vất vả. Và với cái tình hình học sinh như vậy, với cái trường lớp như vậy thì cô Tuyền đã rất là khát khao có được một cái điều kiện nào đó để thay đổi cái môi trường học cho các em trước, để các em có thể là ham thích đến trường. Thì cũng là vô tình trong quá trình tìm hiểu và học hỏi thì cô Tình Tuyền đã kết trong quá trình học hỏi thì cô Tuyền đã kết nối được với được, đó là cô Tuyền đi học hình như lớp của cô Trần Khánh Ngọc. Thì cô Tuyền đã kết nối và xin được một số kinh phí để về làm lại các cái sân trường cho các em, để các em có điều kiện có cái sân xi măng vui chơi cũng như có cái môi trường học tốt hơn. Đó, và các em cũng tham gia vào cái việc xây dựng trường lớp cho mình. Còn đây là người phụ huynh người đồng bào ạ. Và đây là ngôi trường, trường đã được khang trang sạch đẹp hơn so với trước đây ạ. Đó, thì cô Tuyền đã làm được như thế này, đã làm được sân xi măng, sơn quét lại các lớp học và trang trí lại các lớp học, có góc thư viện trong lớp, góc cộng đồng. Và đối với học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số thì cái việc mà cô Tuyền cũng đã kêu gọi ở các cái hội từ thiện, như là đây là đoàn Moto Hot trong thành phố, cũng đã về cho đồ dùng học tập, sách vở cho các con, quần áo. Và cũng trong năm học, đầu năm học vừa rồi á, thì cô Tuyền cũng đã kết nối được với chị Mão thân yêu của mình ạ, đã kết nối giúp cô Tuyền xin được một số sách, sách chương trình lớp 2 mới cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở trường cô Tuyền ạ. Và đây là học sinh
đọc sách ạ. Là cô Tuyền cũng tạo được cái môi trường học tập đọc sách. Ngoài việc học thì cô Tuyền cũng tranh thủ thêm 5-10 phút nữa để giúp các em đọc sách, trong để các em phát triển được cái khả năng đọc của mình. Và với người đồng bào dân tộc thiểu số thì như anh Hưởng, anh Vinh đã về Chư Sê thì cũng đã đến với cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số rồi, thì đã biết cái việc đọc của các em rất là khó khăn. Thực sự là để mà các em đọc hết một quyển sách đó là một cái điều rất là trăn trở của cô Tuyền ạ. Và cô Tuyền cũng không, trong quá trình trăn trở đó thì thực sự là đã cũng là khơi gợi cho cô Tuyền và cô Chi một cái điều, đó là cho các em nghe chuyện qua các cái loa, cho cái loa nghe như thế này ạ, để các em ham thích nghe chuyện này, nghe nhạc nhạc thiếu nhi, hoặc nghe những bài thơ, bài văn, câu những chuyện cổ tích qua những cái loa thế này ạ. Và đây là cô Tuyền cũng xin từ thiện được ạ, để phát cho các em, để các em có thể ham thích đến trường và phát triển cái ngôn ngữ tiếng Việt cho các em. Và trong quá trình thì xây dựng trường học thì cô Tuyền cũng kết hợp là xây dựng cái góc thư viện thân thiện bằng cách là treo góc thư viện ở ngoài góc tay. Cô Tuyền treo góc thư viện ở ngoài góc cây, và các em rất là ham thích. Các em ngồi cả ngoài ngoài hè đó, ngoài cái hè của lớp các em đọc sách luôn. Và đây là một cái phòng học. Cái kho của cái điểm trường đó. Và cô Tuyền cho dọn dẹp sạch sẽ, lau dọn trở lại, đóng lại hết cửa sổ, cửa chính, và xây dựng một cái lớp, một cái phòng thư viện ở đây ạ. Một cái phòng thư viện thân thiện tại điểm trường. Tại cái phòng đây nó rất là nhỏ. Cái phòng đây đầu tiên là người ta chỉ xây dựng cho giáo viên nghỉ ngơi, nhưng mà qua thời gian ấy thì nó lại trở thành cái kho. Và đến tay cô Tuyền thì nó lại trở thành một cái phòng thư viện thân thiện cho các em ạ. Và cũng rất là may là kết nối được với chương trình văn hóa đọc đã về trường ạ. Tại đây là cái điều mà hạnh phúc rất là lớn đối với cô Tuyền. Và cô Tuyền cũng có tổ chức một số cái lớp học kỹ năng cho cô Tuyền và cô Chi và một số giáo viên khác. Cũng tổ chức một số cái sân chơi cho các em ở địa phương của mình. Đây là cái lớp học online của cô Tuyền và cô Chi. Thì thực sự là đến với cái, thực sự là cái điều mà trăn trở cô Tuyền lớn nhất hiện nay là làm sao để cho các em người đồng bào dân tộc thiểu số có thể là biết đọc. Đó là cái điều trăn trở lớn nhất mà đến bây giờ thì cô Tuyền chỉ giải quyết được mới có 30% thôi. Và thực sự là mới có 30% để giúp các em đọc. Có thể là đến trường, đến lớp 5 mà các em biết đọc được hơn nửa lớp là cô Tuyền rất là mừng rồi. Thực sự đó là cái điều mà cô Tuyền mừng đến mức mà cô Tuyền không biết là nói lên cái lời nào. Như các anh chị em bên văn hóa đọc đã về tới trường cô Tuyền, cũng như là về cái tỉnh xá Phú Cường ạ. Tỉnh xá Phú Cường là tỉnh xá Ngọc Đồng, là cái nơi mà trường cô Tuyền đứng chân, thì người đồng bào dân tộc thiểu số về đó thì thực sự là anh chị em cũng lúng túng, không biết làm sao để lan tỏa cái văn hóa đọc đến với người đồng bào dân tộc thiểu số này. Tại vì người lớn cũng như trẻ em rất ít các bạn có thể đọc được sách. Đúng không ạ? Dạ. Yeah. Tiếp theo xin mời cô Chi ạ. Không biết mọi người xin
Không biết là cả nhà mình khi nhìn những cái hình ảnh mà cô Tuyền, một người bạn đã đồng hành cùng với các con trong cái chặng đường mà dạy học vừa rồi thì mọi người có cảm xúc gì ạ? Xin được mời một chia sẻ của một anh chị thầy cô ở trong chương trình của mình ạ. Vì Chi là ở tại đó luôn nhưng mà khi cứ nhìn những cái hình ảnh đó thì Chi lại cảm thấy rưng rưng ạ. À, xin mời chị Hồng Phương ạ. À, xin mời chị Hồng Phương. Chị Hồng Phương bật mic được không ạ? Ban tổ chức có thể bật mic cho chị Hồng Phương, chị Chiến ạ. À, rồi em mời chị Hồng Phương một à, cả nhà nghe rõ chứ ạ? Alo. Dạ rồi ạ, nghe rõ rồi chị ơi. Dạ. Thì phần chia sẻ mình thì không phải là cô giáo nhưng mà mình tham gia được cái khóa K2 xong thì cũng đang đăng ký để tham gia văn hóa đọc vùng cao. Cái phần chia sẻ của cô Tuyền thì mình rất là cảm ơn cái tấm lòng của cô. Nói chung là tại vì mình có cái sự đồng cảm. Bản thân mình thì năm nay là mình mới gọi là trở lại cái nghề là gọi là bán thuốc. Còn trước đây là mình cũng có thời gian là coi như bỏ nghề đó, mình có thời gian mình qua Lào. Mà qua Lào là cái cuộc sống mà cái cô kể là mình nghĩ là nó giống với cái người dân bên Lào lắm. Nói chung cái vùng mình ở đó là cái vùng Bắc Sòn Lạnh. Cái vùng đó nó giống nó cũng cũng nghèo mà cái đường vô vô bản vô làng nó khó khăn lắm, tại vì cuộc sống nó còn cũng rất là khó khăn. Đúng là những cái vùng mà vùng sâu vùng xa thì mình làm văn hóa đọc thì mình coi như là cũng còn hơi khó khăn, nhưng mà để mà cho các con có được cái chữ mình thấy rất là cần, rất là để cho con cho giống như cho con có cái chữ không thôi là cũng đã mừng rồi đó. Rất là sự không phục cái gọi như là cái tấm lòng của cô Tuyền đó, vì mình thấy là vùng sâu vùng xa rất là khó khăn. Bản thân mình thì coi như là cũng gọi là có điều kiện đi học nhưng mà thì được trải nghiệm với cái cuộc sống ở cái nơi mà gọi như là có lạc hậu lắm, ở cái khu vực đó là gọi là lạc hậu. Cái đường họ đi vô mà rất là gọi như là ổ voi ổ chó, đường gọi là tại vì có sự đồng cảm nên rất là muốn chia sẻ động viên cô Tuyền hay cố gắng giống như cố gắng thì cái tấm lòng của mình đến với các em để đem cái chữ đến các con thì cũng thấy là thương của các con thiệt. Nhưng tại vì mình không phải là giáo viên nhưng mà mình nói mình sẽ cố gắng học để mình có thể là có được cái phương pháp dạy như thế nào để sau này mình có điều kiện thì mình để đi đi giống như là có thể là đem cái chữ mình để dạy cho các con để có biết được cái chữ. Rồi, đó là cái phần chia sẻ của mình. Cảm ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Phương và chị mời chị Bùi Thị Chiến ạ. Dạ, chị Chiến có bật mic được không ạ? Dạ, mời chị. Em chào cả nhà. Vâng, em chào cả nhà, chào ban tổ chức. Qua các cái hình ảnh của chị Tuyền em thấy rất là khâm phục. Và em nhớ ngày xưa em mới đi dạy thì vào cũng vùng rất là khó khăn, nhưng là em còn may mắn hơn chị Tuyền là chỗ em là học sinh cấp 2, các em mới lớn hơn rồi chị ạ. Nhưng mà em hôm trước họp tổ em nói với em Nhật ấy, ở chỗ em thì mua thức ăn này nọ thì còn dễ hơn mua sách, chứ chỗ em chẳng có chỗ nào mà để mua sách, ra huyện cũng xa, xuống tỉnh cũng xa chị ạ. Thì em cũng mong muốn là sau này có một tủ sách gieo hạt cùng vĩ nhân cho các em ấy đọc chị ạ. Và qua các cái hình ảnh của chị Tuyền em thấy học tập được rất là nhiều. Chị rất là sáng tạo và có cái nghị lực vượt khó và kiên trì rất là cao ạ. Em cảm ơn chị Tuyền, cảm ơn chị Chi nhiều ạ. Vâng, em xin hết ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ, xin được cảm ơn các chị đã đồng cảm và có những cái lời động viên với lại chị em của Chi và Tuyền ở trên cái hành trình đó.
Và hôm nay thì Chi cũng xin được chia sẻ thêm một cái góc nữa, những cái câu chuyện mà Phương Chi đã lan tỏa cái văn hóa đọc trên cái hành trình, biết rằng là nó cũng nhiều chông gai, nhưng mà thôi cứ đi, đi rồi nó sẽ tới rất là nhiều cái hướng khác nhau. Và ban tổ chức có thể cho Phương Chi chia sẻ màn hình được không ạ? Yeah. Xin phép cả nhà chia sẻ màn hình. Dạ cả nhà, nếu mà đã nhìn thấy slide của Chi thì comment cho Chi số 1 đi ạ. Dạ. Thì ở đây Chi xin được chia sẻ. Đây là hình ảnh của em Lê Thị Hiếu, một học sinh mà nhà rất là nghèo, mà lần đầu tiên khi mà Chi vô nhà của em Hiếu thì tức là nhìn từ xa không nghĩ là có một cái căn nhà như thế, và Chi đã rơi nước mắt. Nhưng mà chính từ cái căn nhà này, với cái quyển sách Pin Vượt Qua Ao Tù, thì cô bé ấy đã nuôi một cái ước mơ rất là lớn, đó là khao khát học thật tốt để trở thành một người sống có giá trị và quay trở lại giúp đỡ cho nhiều em nhỏ. Và đây là cái căn bếp của nhà em Hiếu, là nơi mà cô ấy thường nấu ăn cho gia đình, cũng như là đọc sách cho chính mình, cũng như là cho em nhỏ nghe. Em Lê Thị Hiếu, và bây giờ thì em đang là sinh viên năm 1 của cái ngành công nghệ thông tin. Và Phương Chi cũng luôn tâm nguyện là gì ạ? Thế giới thì không quan tâm tới điều bạn nói, mà quan tâm tới điều bạn làm. Vậy mình làm được gì cho cộng đồng? Thực ra thì để muốn làm thì nó cũng không dễ đâu. Nhưng mà khi không muốn thì ta sẽ tìm lý do. Còn khi muốn thì ta sẽ tìm cách. Và khi mà văn hóa đọc muốn lan tỏa thì những cái hành trình mà thầy Hưởng đã chia sẻ rồi, cô Tuyền cũng chia sẻ, thì bắt đầu là từ việc đó là giáo viên. Khi mà sách về với trường, trước đây cũng đã có sách rồi, nhưng mà cái chương trình lan tỏa văn hóa đọc từ phía văn hóa đọc bên chỗ thầy Quân, BKE cũng như là chương trình trí tuệ Việt Nam, thì về thì cái phong trào đọc sách lại được nở rộ ở trường Trung học Phổ thông Trường Chinh. Và thư viện được trang trí đẹp hơn, đầu sách nhiều hơn ạ. Và đặc biệt là giáo viên đến để lôi sách ra đọc, mượn sách về đọc cho mình và cho con đọc, nó đã nhiều hơn rất là nhiều. Đây là các cô ạ. Và cái sự hào hứng của các cô trong đọc sách nên làm cho cái không khí của trường nó cũng vui hẳn lên. Mọi người có nhiều cái nội dung để trò chuyện với nhau hơn. Đây là hình ảnh của các em ở trên lớp á, khi mà các em ra chơi và mượn sách về đây, đọc, ngồi đọc với nhau. Và thực sự là khi mà chia sẻ với các em và các em mượn sách như thế này thì cái niềm hạnh phúc nó thực sự là nó đong đầy ở trong trái tim của mỗi người. Đây, các em bắt đầu bàn bạc với nhau như thế này. Đây là bé Trinh, một học sinh ở cách trường hơn 20 cây số, và cô bé này thì cũng là một hạt giống của trường, cũng chia sẻ sách ở trên trường, đọc rất là say mê. Cô trò còn làm cái TikTok về sách nữa. Và để mà có được cảm tình với các em thì trong các giờ dạy thì mình cũng sẽ làm cho các em vui hơn, hạnh phúc hơn. Và khi các em yêu mình rồi thì mình chia sẻ về sách, các em đón nhận nó rất là nhanh ạ. Đây là các học sinh lớp năm ngoái mà Chi dạy, học sinh lớp 11A5. Lớp này thì tỷ lệ đọc sách rất là nhiều. Đây cũng là Hiếu, một cô bé thường xuyên đọc sách. Ảnh của Hiếu đấy. Yeah. Và đây là câu chuyện của em Siêu Him. Xíu nữa thì cả nhà sẽ được gặp em này. Đây là Siêu Him, học sinh lớp 12A3 ở trường Trường Chinh. Thì năm ngoái thì em có tham gia vào cái dự án dịch sách chuyện thơ cho trẻ mầm non từ tiếng Việt sang tiếng Gia Rai á. Thì khi mà dịch Covid bùng nổ ra thì ngay lập tức là Chi đã bàn với Siêu Him, đó là mang sách về rồi kẹo bánh ôm về làm cả giấy để vẽ tranh nữa cho các em, màu để vẽ tranh. Và em Siêu Him đã là người mang sách về làng, một cái làng nú ở Ia Tiêm, cũng cách xa Trường Chinh cũng khoảng gần 20 cây số. Em rất là chăm chỉ và ham học. Và Siêu Him đưa gieo hạt cùng vệ nhân về làng đấy ạ, cho các em nhỏ, nơi mà các em hầu như là không biết đến sách truyện bao giờ, gia đình của họ, người Kinh ở trong đây còn không có thói quen mua sách thì lấy đâu vào người đồng bào dân tộc. Với lại bố mẹ các em cũng đâu có biết tiếng Kinh mấy đâu ạ.
hoặc chỉ biết nói giao tiếp giống như Tây Ba Lô vậy thôi, chứ còn không không thể mà đọc sách được ạ. Đây là em siêu Him đây ạ. Và Him cũng đem những chiếc loa diệu kỳ về đấy ạ, cho các em nhỏ nghe. Và Him nói trời ơi cô ơi các em thích lắm, hay quá, hay luôn, mà mẹ em cũng muốn nghe nữa. Dạ, siêu Him đây ạ, rất đáng yêu. À, đây cũng là những em nhỏ mồ côi, đây là ở xã Ayun, cái xã đặc biệt khó khăn đây. Em này thì mồ côi mẹ từ khi mà mẹ vừa mới sinh em ra. Và siêu Him thì tranh thủ, tại vì siêu Him là ở lại cái trường trung học phổ thông Trường Chinh ở cái khu nội trú mà thầy cô ở tập thể ra ngoài để cho các con có chỗ ở, thì tranh thủ là thứ bảy chủ nhật em mang sách về làm cho các em đọc. Mang sách mang loa về cho các em đọc. À, và đây là hình ảnh mà cái văn hóa đọc để mà có thể lan tỏa đến các làng á. Thì như cô Tuyền nói hồi nãy, học đến lớp 5 mà chỉ mong các em mới đọc được chữ thôi thì đã là hạnh phúc lắm rồi ạ. Lên lớp 6 còn khi bập bẹ, và có học sinh vô lớp 10 trường Chi á, là năm nay viết mà còn phải đánh vần từng chữ, viết cực kỳ khó luôn á. Nhưng mà em lại rất thích được đi học, cho nên là nhà trường cũng chỉ mong làm sao cho em được đi học thôi. Thì đây là hình ảnh của một cái dự án mà Phương Chi đã làm cùng với các em. Thì xuất phát từ những cái câu chuyện của những các em đó là vào lớp 1 thì 18-20 em, nhưng đến lớp 5, lớp 6 thì có khi là chỉ còn khoảng 8-9 em, và lên cấp 2 thì cũng chỉ còn 5-6 em đi học, và đến cấp 3 thì một làng cũng có khi chỉ 2-3 em đi học thôi ạ. Cho nên các em mà đi học thì đó là kim cương của làng. Và đây là cái hành trình mà cô trò đến với một cái xã vùng xa của Ayun, đi qua những cái con đường như thế này. Bốn bề là núi, là một cái thung lũng, bốn bề là núi hết bao quanh. Và đây là cây cầu để đi sang làng keo. Đây là những đứa trẻ ở trong những cái căn nhà sàn, gắn bó với rơm rạ một cái vùng quê đó rất là khó khăn. Và cô trò đã nảy ra một cái ý định, đó là gì? Bây giờ trẻ nhỏ chưa đọc được sách thì làm thế nào? Thầy Quân thì có loa pháp thoại đúng không ạ? Thì tụi em sẽ tính là làm chiếc loa diệu kỳ. Cũng đã từng làm chiếc loa diệu kỳ cho người Kinh, đó là các em nhỏ khoảng 3-4 tuổi giống như Sala nhà Chi đấy. Thì các con sẽ dùng một cái chiếc loa như thế này. Con chào các cô chú đi con. Thì La sẽ nghe chuyện thơ câu đố ở trong cái loa này để hạn chế cái việc sử dụng điện thoại, tivi, máy tính á. Thì mình cóp rất nhiều cả kho, có khi 1.000 file ở đây. Thôi Sala đi sang với bà để cho mẹ nói chuyện với các cô ha. Và biết ơn con. Thì Phương Chi và các em học sinh nảy ra một ý định là tại sao mình lại không dịch chuyện thơ câu đố trẻ mầm non đấy, của trẻ mầm non á, sang tiếng Gia Rai và Ba Na, rồi thu âm lại, biên dịch ra xong thu âm, xong ghép song ngữ tiếng Việt, tiếng Gia Rai, tiếng Việt, tiếng Ba Na vào. Thế là xuống một cái trường mầm non đó, trao đổi với cô Bình là tụi em xin cái chương trình của mầm non 35 tuần, xin các cái tác phẩm mà các con hay học hay đọc để mà về dịch. Và sau đó thì gặp thầy Siêu Tơ Lu là người mà chuyên dạy tiếng Gia Rai cho cả cái huyện đó, cả tỉnh đó. Thì thầy đã hướng dẫn cụ thể cho các bạn cái cách làm sao để dịch cho nó phù hợp nhất. Và sau đó thì các em bắt đầu dịch. Ví dụ như em, đây là em Siêu Thơm, cũng vừa tốt nghiệp 12 xong. Thì vừa đi chăn bò, tranh thủ thứ bảy chủ nhật về chăn bò thì vừa dịch đấy ạ. Còn đây là em Siêu Sammy, là học sinh mồ côi cha và mẹ. Khi mà đến với trường Trường Chinh là nước mắt lăn dài vì không có quần áo mặc. Và thầy cô đã hỗ trợ cho áo dài, quần áo. Và thầy cô ở trường em thì hơn 10 năm qua là góp lương lại hàng tháng để làm học bổng cho các con. Thì một năm cũng góp được khoảng 2-3, hơn 30 triệu. Thường là khoảng hơn 30 triệu từ lương của giáo viên ấy, là tặng cho các con cứ mỗi tháng là 200.000 để hỗ trợ tiền học tập. Thì Sư Sâm My là một trong những học sinh, với Sư Thơm là học sinh được hưởng cái học bổng đó. Và em này thì vừa đi bán quán cà phê thêm ạ. Vừa dịch đấy ạ, vừa dịch, và bạn bên cạnh cũng là bạn Gia Rai đi bán cà phê ạ. Và đây là em Hiếu, em Quỳnh là thu âm bằng tiếng Việt. Hai bạn kia cùng với một nhóm là thu âm bằng tiếng Kinh, tiếng Gia Rai và tiếng Ba Na. Và chúng em đã làm xong cái dự án đấy và đã đem tặng chuyện thơ và dịch luôn cả Gieo Hạt Cùng Vị Nhân luôn ạ, sang tiếng Gia Rai. Chưa dịch hết bộ đâu ạ, mới chỉ dịch được một số câu chuyện thôi. Và có vào chiếc loa nhỏ xíu đấy để dành tặng cho các bé ở trường mầm non đấy, đã khảo sát ở trường mầm non. Và các cô đón nhận rất là vui luôn. Xuống đây cứ mở ra là nghe có hiểu không là hạnh phúc lắm rồi. Dạ, hiểu, hiểu, hiểu. Đó, bởi vì họ được nghe bằng tiếng của họ, sau đó nghe bằng tiếng Kinh để tăng cường cái năng lực tiếng Việt. Và các con cũng được đọc, được nghe thơ, chuyện. Một cái điều mà hồi giờ họ chưa được có. Và đây là tặng cho nhà trường, giáo viên, để giáo viên hướng dẫn cho các con dùng. Và đây cũng đi tặng ở một cái ngôi trường khác, trường của các em mà tiếng Ba Na.
Và đây cũng đến một cái làng rất là xa của xã Ayun, đó là làng Keo, cùng với các em dân tộc vừa đi tặng quần áo và vừa đi tặng loa sách để cho các em đọc. Đây là hình ảnh những đứa trẻ mà rất là thích thú trước những cái món quà mà thầy cô mang lại. Và với cái việc tặng và đem lại hiệu quả như thế thì cô trò đã mạnh dạn lên tận Sở Giáo dục Gia Lai và tặng luôn cái file, tất cả các cái file mà cô trò làm được cho cô Huệ, cô Phương Huệ là trưởng phòng giáo dục mầm non ở Sở Giáo dục Gia Lai để có thể lan tỏa tới nhiều ngôi trường khác. Và năm nay thì cô trò cũng tặng được 25 chiếc loa song ngữ cho các bé ở trường mẫu giáo Hoa Phượng ở xã Chư Bơn vùng xa để cho các con nghe. Mùa dịch thì không đi đến nơi được, chỉ gửi hiệu trưởng, hiệu phó và cô trưởng phòng mầm non, chuyên viên mầm non của phòng giáo dục huyện. Thì đây là cái hành trình mà rất muốn. Và thực ra thì cô trò làm dự án thiện nguyện, mà sau đó có một cái anh ở sở ở trên tỉnh đó mới bảo là ôi cái dự án của các em có ý nghĩa quá, cứ đi thi thử. Thế là đem đi thi và đây là cô trò ra ngoài Hà Nội để nhận cái giải thưởng, giải khuyến khích cho cái chương trình sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng, với cái mong muốn là thực rất muốn lan tỏa cái cách làm này cho các cái dân tộc thiểu số khác ở trên khắp cả nước ạ. Bắt đầu cho các con mầm non để cho có cái nền tảng từ trước. Và cũng là cái duyên lành, sau cái đợt thầy hưởng về thì cô trò cũng được đến với lại cái lớp học chánh kiến của thầy Trần Việt Quân. Trước đó cũng đã học với cô Kim Sơn rồi, thì rất là hạnh phúc. Và cũng bắt đầu từ đây thì cô trò đã được tặng một cái tủ sách tinh hoa về nhà do vợ chồng anh Kiên và chị Liên ở Tây Ninh tặng. Và cái tủ sách này được đem về nhà, và những cái trẻ đây được đem đến vừa được nghe loa này, vừa được đọc sách, và các con cũng mang sách luôn, giao sách cho các con về làng để các con chia cho các bạn cùng đọc. Tức là mình sẽ dùng những cái cánh tay nối dài để cho các con giúp mình lan tỏa cái văn hóa đọc, bởi vì một mình làm thì nó khó, bởi thời gian, quỹ thời gian thì nó cũng không được nhiều ạ. Và để mà văn hóa đọc lan tỏa được nữa thì chị nghĩ rằng có nhiều cách khác nhau, nhưng có rất nhiều em không có khả năng đến trường tiếp xúc với sách. Vì vậy mà Chi cùng với lại thầy cô trong trường vẫn luôn là kết nối với các mạnh thường quân ở bên ngoài. Khi nào có dịp là lại ngỏ ý, ô trường em có rất nhiều học sinh mồ côi, học sinh nghèo lắm, mà chỉ cần một tháng đỡ đầu hỗ trợ 200.000 thôi là các em có khả năng đến trường. Thì vừa rồi là có em, đây là em Ra Lan Lai. Em ấy báo với giáo viên chủ nhiệm là cô nội là em không thể đi học bởi vì bố mẹ em già lắm rồi, và bây giờ nhà còn có bao lúa, bố bảo bây giờ muốn đi học thì mang cái bao lúa này đi bán đi, còn nhà thì không biết có cái gì ăn cả. Thế cô nội bảo ôi chị Chi ơi làm thế nào chứ bây giờ học trò em nghỉ học. Rồi đây là em Đinh Mềm. Em này thì em Lai thì em là nghỉ học, em của bạn đấy đã nghỉ học từ năm lớp 5 bởi vì cũng không có đọc được, không có thể đi học được. Còn em Đinh Mềm thì anh cũng đã nghỉ học rồi. Và em đây thì nhà bố bị ung thư gan và cũng không có cái khả năng để đi học. Thì vừa rồi là Chi đã kết nối để xin được quần áo, cũng như là có cái phong trào mà xin cái áo dài cũ của các cái trường ở các cái thành phố để cho các con mà áo quần áo dài từ cái thế hệ trước của trường mình để lại để tặng cho các em. Thì đã có một cô Thu Hiền ở Vũng Tàu là bạn của Chi đã tặng chân 1 triệu thì chia ra cho hai em, mỗi em 500.000 để hỗ trợ việc học tập. Và khi mà học sinh nhận được cái tình yêu thương từ thầy cô như thế, quý mến như thế, thì khi mà mình giao sách cho các em về làng, các em chia sẻ cho mọi người đọc thì các em rất là sẵn sàng, hào hứng. Bởi vì các em thấy ô thầy cô tốt quá, đáng yêu quá. Cho nên là thầy cô nói đọc sách là tụi em đọc sách, tụi em rất là hào hứng. Vậy thì mình phải đi bằng nhiều cái hướng khác nhau, thì đó là cái cách làm của Chi. Và Chi cũng tham gia một cái chương trình lời nói nhịp màu để Chi biết rằng là mình có thể kết nối để tạo nên những cái sự nhịp màu ở trong cái lời nói của mình để dành tặng cho học sinh. Và đó cũng là cái nền tảng để mà Chi với cô Tuyền đã tổ chức những cái khóa học như hồi nãy cô Tuyền nói. Đó là cái khóa học mà 30 ngày vừa thực hành lòng biết ơn, vừa luyện cho các con làm MC, vừa hướng dẫn cho các con đọc sách, xem video, gieo hạt cùng vĩ nhân. Tức là nó kết nối luôn ở trong này đó. Và thế là những bộ sách gieo hạt cùng vĩ nhân lại được giới thiệu cho các ba các mẹ ở khắp đất nước mua về cho các con đọc. Các video gieo hạt cùng vĩ nhân được các con xem, rồi các con lại đúc kết lại chia sẻ, à hôm nay là con tập bài học này nè, con biết ơn cái này nè, và con đã biết được một vĩ nhân là ông Edison hay là mẹ Teresa. Thì
bằng cái cách mà làm những cái chương trình mà nó gọi là đường biên như thế, thì Chi và Tuyền cũng đã dẫn dắt được rất nhiều học sinh, rất nhiều gia đình đến với cái bộ sách Gieo hạt cùng vĩ nhân cũng như là lan tỏa văn hóa đọc ạ. Và đây là hình ảnh cuối cùng Chi xin kết lại, đó là khi không muốn thì ta sẽ tìm lý do, còn khi muốn thì tìm mọi cách. Phương Chi cùng với cô Tuyền cũng đang tìm cách để lan tỏa văn hóa đọc, và rất là biết ơn quý thầy cô, quý anh chị đã động viên, đã khích lệ để cho chị em của Phương Chi có thể lan tỏa được nhiều hơn. Và vào mùa này ở Chư Sê thì hoa cộng sản đang nở tím nhát ở khắp mọi nơi, một cái loài hoa mà đã từng cứu chữa cho rất nhiều anh bộ đội ngày xưa. Khi mà chúng ta bị đứt tay đứt chân, chỉ cần nhai cái lá này dịt vô một cái là nó cầm máu ngay lập tức. Đau bụng nhai mấy cái ngọn lá này thì nó cũng cầm luôn cả đau bụng luôn ạ. Và đây là những cái loài, cái hoa đang nở rất là dễ thương như thế này. Mời tất cả mọi người có dịp thì đến Chư Sê Gia Lai để mà ngắm những đóa hoa dại ven đường, ven đồi núi. Rồi cũng đó cũng là những cái hình ảnh của hoa dã quỳ. Nó vươn lên trước cái nắng, cái gió khắc nghiệt của mùa khô để rồi bưng nở cái sắc vàng rực rỡ. Và đây là cũng là mùa mà những con ong chăm chỉ đi hút mật, đi lấy phấn từ những cái bông hoa dại này để làm nên cái thứ mật ngọt cho đời. Và ước nguyện của Chi, của Tuyền cùng rất nhiều cô giáo khác cũng mong là mình trở thành những con ong nhỏ nhỏ như thế để đem lại những cái điều tốt đẹp, lan tỏa cái điều tử tế cho cuộc sống, trong đó thì có văn hóa đọc. Và xin được một lần nữa biết ơn cả nhà đã cho Phương Chi với cô Tuyền cái cơ hội để chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Cả nhà nếu như mà thấy những cái chia sẻ của Phương Chi nó có một cái ý nghĩa nào đó trong cái quá trình lan tỏa văn hóa đọc thì hãy giơ tay lắc lắc ạ. Rồi xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và ban tổ chức có thể chia sẻ một gì một chút để chúng ta có thể mời em Siêu Him lên chia sẻ cái cảm nhận của em, một dân tộc, một người dân tộc Gia Rai, khi mà các em được đọc sách, được nghe những chiếc loa diệu kỳ để thay đổi cái tư tưởng, suy nghĩ, hành động của mình. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Em xin phép dừng chia sẻ. Em xin thay mặt cho tất cả anh chị em cảm ơn cô Chi và cố Tuyền rất là nhiều ạ. Những cái cố gắng, những cái hành động của các cô đã làm cho em thực sự rất là xúc động với những cái sự vượt khó, những cái sáng tạo của các cô để lan tỏa văn hóa đọc đến với trường của mình, những cũng như là những cái trường xung quanh mình ạ. Và đặc biệt là thực sự là thổi hồn nhân cách, thổi hồn cho những bạn trẻ, những cái học sinh của mình biết yêu sách, biết gọi là có một cái ước mơ thay đổi cuộc sống của chính mình, và sau đó là quay lại để lan tỏa cái điều đó cho những người dân, cho những người bạn nhỏ, những người em của mình trong chính cái mảnh đất mà các bạn sinh ra. Thực sự rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn cô Chi và cô Tuyền rất là nhiều. Và một cái điều đồng lại trong em nữa, đó là cái hình ảnh của các bạn, mặc dù các bạn đang gặp một số cái khó khăn về vật chất, nhưng mà cái nụ cười, những cái ánh mắt của các bạn, cái niềm hy vọng ở trong ánh mắt đó, nó không bao giờ, em cảm thấy là chắc là nó không bao giờ dập tắt bởi những cái tình yêu thương của các cô. Và hy vọng rằng các cô vẫn luôn giữ vững được cái tinh thần và tiếp tục lan tỏa những cái điều đó cùng với các bạn, tiếp nối những cái thế hệ mai sau để chúng ta có thêm nhiều hơn nữa những cái bạn nhỏ, những cái bạn đã sẵn sàng thay đổi cái cuộc sống mình cũng như là quay trở về để phục vụ lại cái mảnh đất quê hương của mình ạ. Và cảm ơn thầy cô rất là nhiều ạ. Và hy vọng rằng ở đây đang có 59 anh chị em ở đây, thì chúng ta có thể, nếu có thể nói lên một vài cái cảm nhận của mình bằng việc là chat ở khung chat ạ, những cái cảm nhận mà mình cảm nhận được khi mà được cô Tuyền, được cô Chi chia sẻ cái hành trình rất là vất vả nhưng mà thực sự là đầy hoa trái của hai cô ạ. Và tiếp theo, và để trong cái lúc đó thì chúng ta cũng chờ đón một cái bạn bây giờ đã là sinh viên rồi ạ. Như lúc nãy cô giới thiệu thì bạn ấy đã là sinh viên ngành công nghệ thông tin rồi ạ, sinh viên năm nhất rồi. Bạn ấy sẽ xuất hiện cùng với chúng ta để chia sẻ cùng với các thầy cô giáo cũng như các anh chị em ở đây ạ. Và mời em Hin có thể giơ tay giúp chị. À không, em Hin là học sinh lớp 12 đúng không ạ? Em có thể giơ tay giúp chị nhé, để chị nhìn, để có thể nhìn được thầy em.
Dạ, cô Chi có bật mic rồi đã cô ạ. Dạ. Siêu ghim á, siêu ghim hình như Galaxy mấy mà có giơ tay hay sao? À rồi, ghim đây rồi ạ. Rồi, em có thể bật tiếng em nhé. Em có thể bật tiếng lên để giao lưu cùng với mọi người ạ. Dạ, em xin chào quý thầy cô và hôm nay trong buổi tối Zoom ngày hôm nay thì em cũng rất là vui khi và ấn tượng khi mà được cô Chi tạo cơ hội để cho em có thể kết giao với quý thầy cô ạ. Thì em hôm nay em xin tự giới thiệu, em tên là Siêu Him, học sinh lớp 12. Hiện tại thì em đang là học sinh trường trung học phổ thông Trường Chinh ạ. Em được sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ có tên là Làng Nú, xã Y Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai của mình ạ. Và hôm nay thì em muốn chia sẻ là về cái hành trình mà em đã đưa cái quyển sách Gieo Hạt Cùng Vị Nhân này đến cho mấy bạn nhỏ để có thể đọc và có thể trau dồi kiến thức của mình. Và cái sau cái đợt dịch mà tụi em học trực tuyến ấy, thì là được em được nhận được bộ quyển sách cô Chi tặng để em có thể về làm để lan truyền lan tỏa cái bộ truyện tranh này đến các bạn nhỏ ở trong ngôi làng mình. Thì em cũng rất là biết ơn cô bởi vì là cô đã tạo cho em một cơ hội để em có thể là lan truyền cái văn hóa đọc này đến trong ngôi làng nhỏ của em. Thì đối với trong một cái ngôi làng của em thì rất là ít được đọc sách, bởi vì là khi mà được đi học thì với bạn nhỏ thì là chỉ học trên sách giáo khoa thôi, thì ít khi được đọc sách bởi vì là vì thiếu sự quan tâm của phụ huynh, cho nên là ít khi được đọc những bộ quyển sách. Và cái trí tuệ của đạo đức của các em thì còn rất là chưa được ổn lắm. Khi mà em được ba bộ quyển sách này thì em rất là vui và hạnh phúc và biết ơn cô đã cho em có thể truyền đạt cái bộ quyển sách này đến tất cả ngôi làng của em. Và thứ hai nữa chính là cô đã ban tặng cho em một cái chiếc loa nhỏ nhắn nhưng mà nó rất là xinh và rất là hay và biết ơn, rất là bổ ích. Bởi vì cái chiếc loa này khi mà em đến về ngôi làng thì người già cả lớn người trẻ thì họ rất là thích, bởi vì cái chiếc loa này là thật sự là một cái chiếc loa rất là diệu kỳ và có cả tiếng song ngữ cùng cả tiếng Việt với lại cả tiếng Gia Lai luôn, nên là nghe thì rất là dễ hiểu và có tiếng cả những tiếng nhạc, nên là chị em rất là thích nghe. Thì em cũng thật sự rất là biết ơn. Và khi mà mình đang ngồi trên chiếc ghế nhà trường như thế này thì mình cũng muốn là làm một điều gì đấy đến với ngôi làng của mình để sau này là các em có thể cố gắng hơn trong việc học tập để sau này sống một cuộc sống nó có giá trị hơn ạ. Và em mong muốn bản thân mình là có thể đem đến một điều tốt đẹp đến cho ngôi làng của mình. Và cho dù nó việc nhỏ thôi nhưng mà nó cũng sẽ mang đến cho bản thân mình rất là hạnh phúc làm từ cái việc đấy ạ. Và sau đây thì em xin hết ạ. Em xin hết. Cảm ơn cô ạ. Cảm ơn bà nhỏ rất là nhiều ạ. Cả nhà mình có thể thả tim tung hoa để cảm ơn bà này đúng không ạ? Cả nhà mình có thấy rằng là một bạn nhỏ đang là học sinh lớp 12 nhưng rất là tự tin, có một phong thái rất là tự tin và bạn ấy chia sẻ những cái tâm huyết, một cái câu nhỏ rất là hay, đó là làm những cái việc nhỏ để mình cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn. Rất là tuyệt vời, cảm ơn em rất là nhiều. Cả nhà mình thấy rằng là một bạn nhỏ đang truyền những cái cảm hứng cho những người lớn chúng ta để có thể lan tỏa nhiều hơn nữa những cái điều tử tế, lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều vùng hơn nữa. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em Him. Em ơi cô Phương Chi ạ. Dạ, thưa với cả nhà là em Siêu Him thì cũng nằm trong cái nhóm mà dịch truyện thơ từ tiếng Việt sang tiếng Gia Lai á. Biết là nó rất là khó khăn nhưng mà các em đã nhận làm cái này từ năm ngoái và đã đơm hoa kết trái rồi. Thì năm nay á, thì Siêu Him cũng đang tiến hành là dịch cái Gieo Hạt Cùng Vị Nhân.
và chị đang đặt hàng em dịch cái quyển này. Đây là cái quyển mà cùng khám phá tuổi dậy thì tôi đang lớn. Bởi vì cái tỷ lệ các em người Gia Rai Ba Na tảo hôn á, lấy vợ lấy chồng và hôn nhân cận huyết thống rất là nhiều. Cho nên các em cần phải biết được cái điều này. Trong khi đó là cái này ba mẹ đâu có giáo dục đâu, cho nên cái này dịch ra thì cả ba và mẹ con cái cùng nghe luôn ạ. Và một cái phần nữa đó là trong cái bộ sách tử tế á, thì sẽ có ba cái quyển sách sẽ được ưu tiên dịch trước. Đó là cái quyển về lòng nhân ái để nuôi dưỡng cái đạo đức cho các con. À, cái quyển thứ hai là sẽ nuôi dưỡng cái trung thực để các con sống trung thực. Và quyển thứ ba là quyển cống hiến để các con thấy là rất nhiều người đang chung tay cống hiến để làm nên những điều tốt đẹp, để từ đó hạn chế những cái tệ nạn ở trong làng. Bởi vì các em nghỉ học sớm á, uống rượu này, rồi đánh nhau này, rồi thậm chí là người ngoài họ vào, họ đưa những cái đồ ăn thức uống mà nó độc hại á, nó làm cho cái chất lượng mà sức khỏe cũng như giống nòi của người dân nó càng ngày càng kém đi. Và khi mà người dân họ khổ á, thì họ sẽ tạo ra cái gánh nặng cho xã hội. Vì vậy mà việc mình lan tỏa cái đạo đức trí tuệ và nghị lực cho những cái người dân đồng bào dân tộc thiểu số là điều vô cùng cần thiết. Và tụi em rất là tâm huyết với điều này. Trên thỉnh thoảng là thôi các con cứ làm đi, rồi thỉnh thoảng các cô lại trích lương ra hỗ trợ cho các con vài trăm nghìn để các con có thêm cái tiền mà các con mua đồ ăn này hoặc là nộp tiền học. Và đó là xuất phát từ một cái trái tim mà chúng em rất muốn đồng hành cùng với dự án trí tuệ Việt Nam để mà làm sao nâng đỡ cho những cái bạn mà còn khó khăn ở cái vùng sâu vùng xa. Em xin hết và xin cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cô Phương Chi rất là nhiều ạ. Không biết là sau khi được nghe những cái câu chuyện quay trở về với những ngôi trường mà mình đã được đặt chân tới thì anh Hưởng có cảm nhận gì ngay lúc này ạ? Phải nói là cô Chi, cô Tuyền và em Siêu làm cho em Hưởng cảm thấy là còn rất là nhiều điều muốn nói về cái hành trình vừa rồi. Giống như đúng như cái câu mà lúc đầu em chia sẻ là những gì mà chúng em làm ở dự án, những gì mà chúng em ngồi bàn giấy để lên kế hoạch nó khác xa rất nhiều, và chúng em thật sự rất là ngưỡng mộ và khâm phục các thầy cô ở cơ sở, ở những nơi mà chúng em đến, trong đó có cô Chi, cô Tuyền. Đến Tây Nguyên thì nhìn những hình ảnh các cô chia sẻ, em mới lại thấy nhớ cái nắng, cái gió, cái mùi của đất, cái tình người của người Chư Sê Gia Lai đón tiếp đoàn như thế nào. Và đặc biệt ấn tượng đó là cái màu da, cái mùi nó rất là đặc biệt của các em học sinh vùng dân tộc. Có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, đó là cái hôm ở Tịnh Xá Ngọc Thành, Tịnh Xá, chúng em có làm một cái chương trình và hôm đó suýt nữa bể xô, bởi vì là mình cứ nghĩ là các em nó biết đọc như ở các bạn ở dưới vùng cao, ở dưới đồng bằng mình. Lên bắt đầu là chia sẻ vào rất là hay, câu chuyện rất là hay, nhưng mà ở dưới không ai biết gì, không ai biết đọc chữ là gì cả. Thế là sau phải tổ chức trò chơi rồi thì xem video hướng dẫn. Hóa ra là mọi người, các bạn ở đấy không biết tiếng Kinh, không biết đọc, không biết chữ gì là gì cả. Đến chùa là thầy phát cho, và có những bạn biết đọc thì sẽ cùng đọc Kinh cho nghe. Và thầy tổ chức được nhiều các cái hoạt động rất là ý nghĩa ở chùa, ở Tịnh Xá như vậy. Và sau cái lúc mà em làm chương trình, lúc đó em mới sởn da gà ở trong mình, mới bảo là trời, mình đến nhưng mà mình chưa hiểu hết con người nơi đây. Mình đến nhưng mà mình vẫn với một cái tâm thế rất là một người đang đi gieo ấy, nhưng mà lại là chưa tìm hiểu kỹ các bạn. Thấy rất là ăn năn trong cái việc mà mình làm nó chưa chọn ấy. Và sau đó chương trình phải cải biên rất là nhiều để các bạn có thể hòa đồng, hòa nhịp với các con nhiều hơn ấy. Thì ngày hôm nay những cái video, những cái hình ảnh mà cô Chi, cô Tuyền và cái sự chia sẻ của em Siêu ấy, nhìn cái hình ảnh của bạn Siêu đang mặc những bộ quần áo rất giản dị, rất gần gũi, rất đời thường. Những người đang trên Zoom, ba vị khách mời, cô Chi, em Siêu hay cô Tuyền là những người thật, việc thật, là những cái đốm lửa mà đang ở các cái vùng, những cái nơi, nơi xa kia và vẫn đang thắp lên cái hy vọng để lan tỏa văn hóa đọc. Ở đó có những con người vẫn đang cháy hết mình như thế này. Không chỉ là các thầy cô mà còn có đang
các cái hạt mầm đang được gieo vào cả các bạn học sinh như em Siêu đây, rồi còn rất nhiều em nữa mà cô Chi có giới thiệu đấy. Chúng em đến thì mới biết là ở đó thực sự là văn hóa đọc đang được lan tỏa, mà thực sự là chúng em còn phải học hỏi cách làm của các thầy cô, bởi vì là không gì bằng sâu sát tại địa phương, nhìn các thầy cô làm chúng em hạnh phúc và cảm thấy là phải chắp tay bái phục cái cách làm cũng như là những cái sự sáng tạo của các thầy cô ở đó. Và khi mà xem những hình ảnh vừa rồi và nghe các cô và em chia sẻ thì em nhớ đến một câu nói của thầy Trần Việt Quân, đó chính là muốn rừng xanh trở lại thì hãy làm cho lòng người xanh trở lại, trái tim của các bạn vùng sâu vùng xa xanh trở lại, thì các bạn biết yêu thương đồng bào, yêu thương quê hương đất nước mình hơn, yêu thiên nhiên để bảo vệ những cánh rừng xanh ngát. Trí tuệ của các bạn xanh trở lại thì các bạn sẽ biết tránh xa những các cái hủ tục lạc hậu, biết phát huy, biết học hỏi những cái mới. Và nếu các bạn xanh ở thân, các bạn sẽ có nghị lực để học tập, có nghị lực để lao động sản xuất. Các bạn có thể làm giàu và hạnh phúc ngay trên cái vùng đất quê hương của các bạn. Ngày hôm nay, những gì mà cô Chi, cô Tuyền và em Siêu chia sẻ làm những nhân chứng sống, những bài học sống để chúng ta khẳng định với nhau rằng ở đâu có con người còn trăn trở với giáo dục, ở đâu có con người khát khao, mong muốn thay đổi, mong muốn lan tỏa văn hóa đến những nơi vùng sâu, vùng xa, thì ở đó sẽ sẵn sàng thắp lên được những cái ngọn lửa để thổi bùng. Và ngày hôm nay những ngọn lửa đó đang xuất hiện và chúng ta thấy là nhiệm vụ của chúng ta là phải tập hợp lại, nhen nhóm thêm nhiều ngọn lửa ở nhiều vùng trên khắp cả nước này để lan tỏa văn hóa đọc được bay xa, lan rộng, đặc biệt là đến với các em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Một lần nữa em xin được tri ân và biết ơn những việc làm rất là ý nghĩa và xúc động của cô Chi, cô Tuyền và em Siêu. Nếu như lúc này trên Zoom của chúng ta đang có 59 đại biểu, quý phụ huynh và quý thầy cô đang tham dự, nếu như chúng ta quyết tâm xác quyết với nhau rằng cam kết có một cái hành động để chúng ta cùng chung tay với dự án Trí tuệ Việt Nam lan tỏa văn hóa đọc đến với dự án Trí tuệ vùng cao năm 2022, thì chúng ta hãy comment vào ô chat một cái từ xác quyết, đó là cam kết hành động lan tỏa văn hóa đọc. Cam kết hành động lan tỏa văn hóa đọc. Vâng, một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân, nhưng nó báo hiệu mùa xuân về. Và ngày hôm nay có rất nhiều cánh én nhỏ đang bay trên bầu trời để báo hiệu, để mọi người nhận ra dễ dàng rằng mùa xuân đang đến gần, mùa xuân lan tỏa văn hóa đọc, mùa xuân của cách mạng làm giáo dục đang đến gần thông qua những việc làm của dự án Trí tuệ Việt Nam, dự án Hành trình Trí tuệ Vùng Cao năm 2022. Xin chúc cho dự án Trí tuệ Vùng Cao năm 2022 sẽ gặt hái và thu được nhiều thành tích đáng khích lệ, cũng như là lan tỏa được văn hóa đọc đến với nhiều vùng trên cả nước. Trước khi dừng lời thì một lần nữa em đều xin được cảm ơn ban tổ chức đã cho bốn thầy cô Chi, cô Tuyền, em Siêu và em Hưởng được xuất hiện trên màn hình và có những chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối vô cùng ý nghĩa và xúc động. Xin được nhường mic lại cho ban tổ chức điều phối chương trình. Một lần nữa chúng em xin được cảm ơn ạ. Cảm ơn những chia sẻ đầy tình cảm của anh Hưởng rất là nhiều. Và bây giờ thì nếu có các thầy cô, các bố mẹ hay các anh chị em ở đây có muốn giao lưu hoặc đặt câu hỏi gì với cô Chi, cô Tuyên thì chúng ta có thể giơ tay ạ, để ban tổ chức có thể kết nối các thầy cô cùng với các cô ạ. Và nếu cả nhà mình tạm thời chưa có câu hỏi thì khi nào chúng ta có câu hỏi thì chúng ta có thể chat ở lên khung chat hoặc là có thể giơ tay để ban tổ chức có thể biết ạ. Và chúng ta cũng đã đi được hơn một nửa chặng đường của cái buổi talk show ngày hôm nay. Và thực sự rằng là những cái câu chuyện thực tế của các cô nó luôn là một cái điều làm cho chúng em
cảm nhận được từ trái, đúng là từ xuất phát từ trái tim rồi hãy chạm đến trái tim. Những cái câu chuyện nó làm nên nguồn cảm hứng, những cái câu chuyện nó làm cho chúng em càng thêm cái sự phải là luôn luôn phải vun bồi, luôn luôn phải cố gắng để mình có thể làm được nhiều điều hơn nữa, dù nhỏ thôi. Như em hồi nãy đã nói là chúng ta chỉ làm những cái điều nhỏ thôi nhưng nó ý nghĩa về cuộc sống ạ. Cảm ơn các cô rất là nhiều. Và ngay giờ đấy thì chúng ta sẽ cùng xem một cái video về tâm nguyện của ban tổ chức với dự án trí tuệ vùng cao, để đâu đó nó có thể chạm tới nhiều thầy cô hơn nữa, để chúng ta cùng chung tay đoàn kết, nắm chặt tay nhau để tiếp tục đi trên cái con đường, cái hành trình, tuy là nó không hề dễ dàng, nhưng nó luôn luôn là một cái điều rất là hạnh phúc trên cái con đường này. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một chút cái tâm nguyện văn hóa đọc vùng cao năm 2022 ạ. Xin lỗi các nhà một chút, các thầy cô có thể đợi chúng em một chút chúng ta trọn vẹn hơn thì cô Chi có thể nói đôi điều gì đó với tất cả mọi người ngay lúc này được không ạ? Về những cái tình cảm mà người dành cho các cô, cũng như là những cái điều mà khi ngày hôm nay cô nhìn thấy học sinh của mình đã dám tự tin để nói lên những cái điều mà bạn ấy trăn trở với tất cả mọi người, cũng như là nhờ cái sự thổi hồn của cô, bạn ấy đã có thể gọi là trở thành một MC tương lai, có thể sẽ trở thành một MC tương lai với cái sự hoạt ngôn của mình cũng như là với cái tình yêu thương của mình ạ. Dạ, xin cảm ơn Mỹ Hảo và ban tổ chức cùng tất cả quý thầy cô, quý anh chị ở trong Zoom. Khi mà thực hiện cái dự án này thì chị rất là hạnh phúc, bởi vì là có sự đồng thuận ủng hộ từ phía nhà trường, phía ban giám hiệu và rất nhiều thầy cô ở trong trường. Bởi vì khi mà thêm việc vô thì rất rất nhiều người vì đã quá bộn bề việc mà thêm việc vô là người ta cảm thấy rất là nản. Thì ở một số nơi giáo viên người ta sẽ không có đồng tình, giống như mình ôm rơm vô rồi nặng bộn vậy á. Và người ta nói thì là chuyện của người ta. Còn nếu như mà mình thấy cái hướng đi của mình nó có giá trị, nó giúp ích được cho học trò thì mình cứ đi. Thế là cái tâm thái mà khi mà Phương Chi đi cùng với lại Tuyền đi đó là gì? Không quan tâm đến việc ai nói gì, chỉ quan tâm đến việc là mình giúp được cho bao nhiêu người. Và hành trình đấy nó có thể gặp rất nhiều chông gai, và hãy xem đó là một cái thử thách để nó thử cái nội lực ở bên trong của mình nó lớn bao nhiêu thôi ạ. Và khi mà lan tỏa được cho học sinh thì Phương Chi thấy là hạnh phúc lắm. Bởi vì không phải học sinh nào cũng đón nhận đâu, nhưng mà khi học sinh đón nhận và có em thay đổi thì đó thực sự là một cái món quà lớn. Và bên thầy Hưởng đang có chương trình 21 ngày học theo gương Mỹ Nhân, đúng không ạ? Chương trình rất là hay. Khi nào mà thầy Hưởng nếu mà cần bên Phương Chi hỗ trợ về các cái kỹ thuật để cho nói tốt hơn thì Phương Chi sẽ sang để gieo hạt ở bên thầy Hưởng nhé, một hai buổi gì đấy để mà chuyển giao luôn cái phần đó qua bên thầy Hưởng, để thầy Hưởng có thể lan tỏa tới nhiều em hơn. Tức là mình sẽ kết hợp mix các cái thứ lại với nhau để cho chương trình nó đi nó được mềm mại, uyển chuyển và nó chạm được tới nhiều con và nhiều gia đình hơn. Và khi mà Chi với Tuyền làm thì Phương Chi thấy là ôi các con tự nhiên là đứng lên chia sẻ rất là mạnh dạn, tự tin đó. Rồi lúc nào cũng tràn đầy cái niềm hạnh phúc. Rồi các con chuyển hóa, ví dụ có một mẹ có con học lớp 7 và một con học lớp 4 đó chứ. Chị biết không, trước đây em đi làm về là quần áo phơi ở ngoài con cũng không có đưa vô, đồ ở trong máy giặt cũng không đem ra phơi. Vậy mà khi thực hành lòng biết ơn và học theo gương Mỹ Nhân á, rồi học làm MC các con ngày nào cũng đứng quay phim rồi trả bài như thế, đặc biệt là hè thì mình làm cái phần này tuyệt vời luôn. Thì bây giờ em đi làm về thấy tự nhiên con phơi quần áo ra, rồi phơi xong rồi đem xếp quần áo vào, nhà cửa dọn dẹp, rồi chén bát cũng rửa luôn. Đấy, thì những cái chuyển biến đấy chính là những cái chuyển biến mà mình muốn làm cho các con thay da đổi thịt từng ngày, mỗi ngày một chút một.
Dạ, thì khi mà cái dự án này lan tỏa được sâu hơn nữa, đặc biệt là em cũng rất là mong muốn được cái sự chung tay hỗ trợ từ phía các mạnh thường quân để có thể lan tỏa cái dự án này đến rộng rãi hơn tới nhiều người. Và với những vùng sâu vùng xa thì em rất rất muốn là lan tỏa cái dự án loa diệu kỳ. Tức là với bất kỳ cái dân tộc thiểu số nào ở cái tỉnh nào, em cũng đang trao đổi với lại cô Nhạn ở Sở Giáo dục Quảng Ngãi, rằng là cái ủy ban dân tộc của cái tỉnh đó luôn hãy làm cái dự án này cho trẻ mầm non. Và chỉ cần một cái chiếc loa nhỏ xíu xíu xíu, nó khoảng hơn 200.000 thôi. Nếu mình không mua được cái loa to, nhưng mà cái cỡ cỡ cái loa như này là ok rồi, nhỏ xíu như thế này, nó chỉ bằng đây hai đầu ngón tay đấy, che khuất bằng hai đầu ngón tay. Thì mình thả cái thẻ 8G hoặc 14, 16G vô đây, rồi có một cái dây đeo toàn ten vào cổ như vậy, thì các con có thể đi chăn bò, lên nương, lên rẫy với ba mẹ, thế mà cứ được nghe chuyện thơ bằng tiếng của họ mỗi ngày. Đấy là điều quý, bởi vì là vốn tiếng mẹ đẻ mà phong phú, thì khi mà học tiếng Việt thì các con mới có khả năng cái vốn từ, cái kho giàu có đấy để mà diễn đạt. Xong lại được nghe luôn bằng tiếng Việt ở trong đây nữa. Như vậy quen tai thôi, ngôn ngữ mà, nó là thói quen ấy đã. Thế là khi mà các con được ăn vô trong tâm trí của mình rồi, thì chị tin chắc rằng là sau này khi các con lớn lên, khi các con đã đọc chuyện, nghe sách ở trong đây từ nhỏ rồi, lớn lên, thì cái việc chúng ta lan tỏa văn hóa đọc cho các con nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều ạ. Thì chị rất là tha thiết, và chị nói là cho đến hơi thở cuối cùng thì chị vẫn nói về cái dự án loa diệu kỳ này cho trẻ mầm non, người dân tộc thiểu số ạ. Và cũng là cái dự án này cho người trẻ người Kinh luôn ạ. Để bây giờ trẻ người Kinh cũng hạn chế bớt các cái vị khác, và các con được nuôi dưỡng trong cái kho của vị nhân ở trong này. Và hôm trước thì chị cũng có hỏi xin phép chỗ Mỹ Dung ở bên văn hóa đọc á, là hơn 100, 160 mấy cái câu chuyện gieo hạt cùng vị nhân ở trên YouTube, thì chị đã tải về trọn bộ rồi và bỏ vào trong loa này cho trẻ em nghe luôn rồi ạ. Dạ. Thì đấy là những cái chia sẻ và những cái khao khát mà chị nghĩ là cũng rất mong được mọi người lan tỏa đến với cộng đồng mình. Chị xin hết. Dạ. Cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều đã cho chị với Tuyền cơ hội để chia sẻ. Cảm ơn cô chị rất là nhiều, và chúng em rất rất là muốn được cô chị kết nối sâu hơn, nhiều hơn với cái hành trình văn hóa đọc vùng cao này, để rồi cô chị, để rồi thầy Hưởng, để rồi cô Tuyền tiếp tục cùng với các thầy cô giáo khác ở có thể chúng ta có thể thêm nhiều cái việc là dịch tiếng cứ những cái câu chuyện về nhân như vậy, chúng ta lại có thêm nhiều cái dự án như vậy, có thể là tiếng Gia Lai thì bây giờ lại có tiếng của nhiều dân tộc khác nữa, để cho các cô giáo có thể đưa được cái hồn này về nhiều nơi nữa. Chúng ta có thể gọi là kết bè, chúng ta tạo thành những cái ngọn đuốc sát cánh bên nhau để tiếp tục cái hành trình này nó có nhiều phương pháp hơn, đầy sự sáng tạo hơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái video để giới thiệu về cái hành trình văn hóa đọc vùng cao với cái tâm nguyện của dự án trí tuệ Việt Nam. Chúng em mong muốn rằng một cái thế hệ Việt Nam, không chỉ là ở đồng bằng các bà nhỏ, cũng luôn luôn là những người sẽ có đầy đủ đạo đức, trí tuệ, nghị lực, và các bạn ấy sống sẽ là những cái con người sống tử tế, sống biết yêu thương và lan tỏa yêu thương ạ. Cảm ơn cả nhà. Mời anh Nhật ạ. Có thể mở giúp em cái video ạ. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em. Trích thư Bác Hồ gửi học sinh trong ngày khai giảng năm 1945. Vượt qua hàng trăm cây số đường đèo dốc trong thời tiết khắc nghiệt với những cơn mưa lớn, buộc phải dè dặt hơn trong quá trình di chuyển, chúng tôi cũng đến được trường tiểu học Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Thầy Ngọc Anh, hiệu phó nhà trường cho biết, trường không có sách cho học sinh đọc ngoài khoảng 20 tờ báo nhi đồng đã cũ. Đối với học sinh vùng cao, vốn dĩ không muốn nghĩ đến cái chữ. Gia đình các em cho rằng, con em đến trường thì không có thóc ăn, tốt nhất là ở nhà trông em, phụ giúp cha mẹ. Đến trường đã rất gian nan, đọc sách là việc ít ai nghĩ tới, nên việc đọc sách hầu như không có. Các em reo vui khi thấy những cuốn sách dành cho thiếu nhi như truyện cổ tích, sách danh nhân, khám phá thiên nhiên. Các em mân mê trong tay rồi truyền cho nhau cùng đọc. Niềm vui đọc sách được thắp lên trong các em.
ta ở đây là để nhìn về một cuộc cách mạng quan trọng bậc nhất của chính mình, đó là cách mạng văn hóa đọc. Đây là lúc để mỗi thầy cô giáo vùng cao nói riêng và cộng đồng nói chung cùng chung tay thắp đuốc trí tuệ nơi rẻo cao mây trắng. Chúng tôi, cộng đồng sống tử tế nói chung và dự án trí tuệ Việt Nam nói riêng sẽ phát nguyện là đơn vị tổ chức các hoạt động đào tạo và nhân bản văn hóa đọc cho cộng đồng, mà cụ thể ở đây chính là các thầy cô vùng cao và những ai trăn trở muốn xây dựng tủ sách cộng đồng. Lộ trình triển khai dự án. Giai đoạn 1, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 31 tháng 11, nhận đơn đăng ký thầy cô vùng cao. Ngày 21 tháng 11, tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc vùng cao và phát động lan tỏa dự án. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 12 đến 10 tháng 12, xét duyệt đơn đăng ký và gửi tặng sách. Mỗi thầy cô sẽ được tặng một cuốn sách Tôi tự học, cộng một bộ gieo hạt cùng vĩ nhân. Giai đoạn 3, từ ngày 12 tháng 12 đến 16 tháng 1, đào tạo văn hóa đọc online qua Zoom vào sáng thứ Tư và sáng Chủ nhật hàng tuần. Tham gia hoạt động đội nhóm để cùng xây dựng môi trường ba báu vật để cùng thảo luận đúc kết bài học. Giai đoạn 4, từ ngày 10 tháng 1 đến 20 tháng 1, di chuyển đến vùng cao làm chương trình trực tiếp với một số ngôi trường tâm huyết, trao tặng tủ sách tinh hoa, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ với thầy cô, làm chương trình cho các bạn học sinh về văn hóa đọc, trò chơi kẹp ba góc. Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống. Thầy Trần Việt Quân. Nào, cùng nắm chặt tay nhau và xác quyết trên con đường cách mạng văn hóa đọc. Ai có sức thì góp sức lan tỏa, ai có sách thì góp sách tinh hoa, ai có vật chất tài chính thì mỗi người một ít chung tay, ai có trí tuệ chất xám thì cùng suy ngẫm trăn trở. Cùng nhau nhìn về một thế hệ trẻ Việt Nam 20 năm nữa sống đầy tử tế và cống hiến. Trí tuệ vùng cao, lan tỏa yêu tử tế. Dạ, cảm ơn cả nhà. Và đó là một số cái hình ảnh về cái tâm nguyện về văn hóa đọc vùng cao của năm 2022 này ạ. Và khi bắt đầu từ mở link cho đến thời điểm hiện tại thì chúng em đã nhận được hơn 400 đơn đăng ký. Nhưng mà trong số đó có 50% là các thầy cô giáo ở vùng cao, vùng khó khăn. Nên chúng em rất là mong muốn được các thầy cô ở đây chúng ta tiếp tục lan tỏa. Chúng ta tiếp tục lan tỏa đến nhiều thầy cô giáo hơn nữa, những người cũng có thể là rất là trăn trở với văn hóa đọc, với cái việc là giúp cho các em nhỏ thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mà chưa biết đến cái dự án này. Để làm sao đó chúng ta như các thầy cô giáo chỉ là cái cánh tay nối dài của ban tổ chức để có thể lan tỏa đến nhiều hơn ạ. Và thay vì chúng em đã quyết định đóng đến ngày 30 tháng 11 thì chúng em quyết định mở link đến hết ngày 10 tháng 12 để cho các thầy cô giáo vùng cao, vùng khó khăn chúng ta có thể tiếp tục đăng ký. Nên là hy vọng rằng các thầy cô hãy cùng với chúng em, cùng với cộng đồng sống tử tế, chúng ta hãy làm từ việc nhỏ bằng việc tử tế, đó là lan tỏa. Và sẽ có cái nhóm Zalo ở cùng chat để cho các thầy cô chúng ta có thể join vào một cái nhóm Zalo để mình có thể là quyên góp về sức lực, về tâm huyết, hoặc là về cái việc đó, hoặc là các thầy cô chính là giáo viên vùng cao, vùng khó khăn, thì chúng ta vào nhóm để ban tổ chức có thể hỗ trợ mình một cách tốt nhất ạ. Và em sẽ gửi cái link nhóm Zalo ở phía dưới để cả nhà mình có thể cập nhật vào, chúng ta có thể vào nhóm để chúng ta cập nhật được thông tin cũng như là được ban tổ chức chúng em có thể trao đổi sâu sắc hơn, giúp hỗ trợ các thầy cô tốt hơn ạ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Không biết là anh Hưởng có muốn chia sẻ điều gì nữa về cái điều đặc biệt rằng là trong cái văn hóa đọc vùng cao này thì thầy Hưởng cũng quyết định là sẽ hưởng ứng cùng với các thầy cô, sẽ giúp cho các thầy cô có thêm một cái chương trình nhỏ nhỏ dành cho học viên, đó là thức giấc cùng vị nhân, thì thầy Hưởng sẽ hướng dẫn lại cho các thầy cô để chúng ta có
có thể ứng dụng trong trường học của mình. Đã, thì với tâm nguyện đó thì không biết là ngay lúc này đây anh Hưởng có muốn chia sẻ gì với mọi người không ạ? Về cái chương trình của chúng ta sắp tới. Dạ vâng, cảm ơn em Mỹ Hảo, ban tổ chức lại cho em có được cái cơ hội để chia sẻ tiếp. Cảm ơn cô Chi, cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành của cô Chi và cô Tuyền, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy lúc mà các cô chia sẻ, lúc mà cảm thấy là các cô làm được một cái việc gì nó rất là ý nghĩa, nhìn cái gương mặt nó rất là rạng ngời, và em rất là thích cái cách mà cô Chi và cô Tuyền chia sẻ. Khi làm việc cùng với cô Chi, em là người đầu mối của dự án thì rất hay làm việc với cô Chi, và thấy là cái cách cô đang làm cũng như là cái việc làm của cô, chúng em học hỏi được ở cô rất là nhiều. Đặc biệt là sau cái chuyến đi Gia Lai, khi mà hai chị em gặp nhau ở trường ấy, gặp nhau trực tiếp ở ngoài đời thì mới thấy là rất là nhiều điều để mình học ở cô, và chúng em cũng có áp dụng được một vài những cái nó nhỏ nhỏ cũng có kết quả. Thì ngày hôm nay trong lúc mà các vị đại biểu, các quý thầy cô đăng ký vào cái đường link mà ban tổ chức ghim ở trong khung chat ấy, thì nếu như quý thầy cô mà có thấy biết là rằng là thầy cô giáo nào cũng cùng có cái tâm huyết và trăn trở về giáo dục như mình, cùng muốn lan tỏa văn hóa đọc như mình, thì các thầy cô có thể copy cái đường link này và gửi vào các cái nhóm Zalo của các thầy cô giúp chúng em. Để rất vui là ngày hôm nay ban tổ chức tiếp tục mở link đến ngày mùng 10 tháng 12, đúng không ạ? Em cứ nghĩ là hết rồi nên là cũng thấy là nó hơi ngắn, thời gian nó hơi ngắn, nhưng mà rất là may ban tổ chức của chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành để tìm kiếm thêm những thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc vào cùng chung tay, và đặc biệt là có một cái hành trình văn hóa đọc chuyển giao mà đội ngũ các bạn trong dự án trí tuệ Việt Nam đang xây. Em tin chắc đó là một món quà vô cùng ý nghĩa dành cho các thầy cô ở vùng cao, sau khi xong cái hành trình này có thể áp dụng được ngay vào gia đình nhà mình và bản thân mình, và đặc biệt là có thể nhân bản cái mô hình đó về trường của mình. Và đặc biệt là sau hành trình ấy, nếu như thầy cô nào mà trăn trở mà tâm huyết thì dự án còn xuống tận cơ sở, đúng không ạ? Xuống tận cơ sở để mà cùng đồng hành, cùng làm với các thầy cô trong một cái hành trình vào đầu năm 2022. Thì bây giờ thì em cũng xin được chia sẻ với thầy cô một cái mô hình mà chúng em cũng đang đồng hành và lan tỏa văn hóa đọc, đó chính là cái lớp học 10 ngày thức giấc cùng vĩ nhân. Và nó có lộ trình học là trong vòng 1 tháng chúng em tách nó ra làm hai, đó là 10 ngày thức giấc cùng vĩ nhân và 21 ngày học theo gương vĩ nhân. Cái khóa học này có gì đặc biệt? Đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó có một cái điểm, đó chính là cần có cái sự đồng hành và chung tay của thầy cô, ba mẹ và các con, và cần có một cái sự cam kết, một cái sự xác quyết rất là mạnh mẽ, giống như việc chúng ta lan tỏa văn hóa đọc đến vùng cao như thế này này. Bởi vì là cái hành trình của chúng em là phải dậy sớm lúc 5 giờ 15, các bạn nhỏ phải dậy sớm lúc 5 giờ 15 và vào Zoom lúc 5 giờ 30, học đến 6 giờ 20. Và học cái gì? Học thì không học gì khác, học đọc đúng bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân này thôi ạ. Cái giáo án mà chúng em soạn, thưa với thầy cô, nếu tính ra tiền ấy, thì là khoảng độ 30.000, bởi vì nó chỉ bằng 2 cuốn Gieo hạt cùng vĩ nhân, 15.000 một cuốn, thì là 2 cuốn thôi. Chúng em làm thành một cái giáo án giảng dạy trong 21 ngày và chúng em làm demo một cái lớp như vậy, và nhận thấy là cộng đồng đón nhận rất là tích cực, các con có sự chuyển hóa rõ rệt sau cái hành trình như vậy, và ba mẹ rất nhiều người thấy là yêu mến cái việc lan tỏa văn hóa đọc như thế này, nên là họ cùng đồng hành, và sau 21 ngày thì có được một cái thói quen, đó là dậy sớm đọc sách, và các con biết đến được cái tư duy vua, tư duy nhân quả. Và chúng em kẹp giáo dục là gì? Lồng cái phương pháp học tích cực như là mind map, siêu trí nhớ hay là Sketchnote, đó là bánh mì để mà kẹp vào. Nhưng quan trọng là chúng em đưa được cái giáo dục nhân cách, đạo đức, cốt lõi là ba cái giá trị đạo đức, trí tuệ, nghị lực này, thông qua những cái gương vĩ nhân này để giúp các em học. Đó là cái mà chúng em thấy rất là tâm đắc. Và chúng em cũng rất là vô cùng cảm ơn dự án Trí tuệ Việt Nam đã là đơn vị mà là đơn vị gần như là truyền thông trực tiếp cho cái lớp học này. Dự án Trí tuệ Việt Nam thì truyền thông, còn dự án Gieo hạt cùng vĩ nhân thì các bạn ấy tài trợ phần quà, rồi thì chia sẻ trên Zoom. Chúng em cảm thấy có được cái sự chung tay của cộng đồng ấy, nó rất là hay và ý nghĩa để chúng ta lan tỏa những việc làm tốt đẹp như vậy. Bây giờ cũng là 9 giờ 30, nếu như quý thầy cô mà ở trên Zoom mà
vẫn muốn nán lại để chúng ta thảo luận thì em xin phép được gửi một cái video tầm 5 phút để chúng ta xem lại cái hành trình, có thầy cô đang hỏi để cho xin đường link học 30 ngày cùng Vĩnh Nhân được không ạ? Được. Để chúng em xin em vào nhóm Zalo, em gửi cái hành trình đó lên đây và thầy cô sẽ có được đăng ký ạ. Trước khi em gì thì nhờ em Nhật sẽ chia sẻ anh cái sorry, để anh tìm lại cái video kết thúc lớp. Dạ vâng, các thầy cô vẫn muốn xem đúng không ạ? Vâng, để em tìm em gửi ạ. Mặc dù đã muộn rồi nhưng thầy cô của chúng ta vẫn rất là đồng hành cùng với chương trình. Anh gửi vào nhóm rồi đấy. Nhật có thể giúp anh chia sẻ cái video này. Và trong lúc chia sẻ thì quý thầy cô cũng đừng quên đăng ký cái đường link để chúng ta có thể vào các cái nhóm của ban tổ chức để tham gia cái hành trình trí tuệ vùng cao năm 2022. Sau đó xem xong video thì em sẽ mời gửi các cái đường link thông tin đến để các thầy cô có thể vào các group Zalo tham gia các lớp học của chúng em. Xin mời video ạ. Thì mình chưa có ý thức tự giác trong học tập, mình cũng chưa có ý thức dậy sớm để học tập, mình vẽ mê mét chưa được nhanh. Trước khi con vào học, con là một người luôn luôn nóng tính và hay nổi giận với mọi người, thường hay ý lại vào công việc, vào mọi người và không tự giác trong việc học và hay chơi tức mọi người. Trước khi học, con là một người rất là lười dậy sớm và vẽ mai mác cũng chưa được hoàn chỉnh lắm. Thì lúc đầu con không có thích dậy sớm, với lại con không có hay đọc sách vào buổi sáng sớm lúc mới ngủ dậy, và con không có cái thói quen vẽ mai mác. Từ khi mình học khóa học 21 ngày may mắn sẽ bị nhân thì mình đã tập được tính tự giác trong học tập, dậy sớm hơn để tập thể dục và rèn luyện mỗi ngày. Mình vẽ mê mát cũng nhanh hơn và đẹp hơn. Mỗi sáng cô đọc và phân tích cho mình nghe những các câu chuyện vĩ nhân thật là bổ ích để chúng mình hình thành những đức tính tốt về phát triển trí tuệ, noi gương về tính đạo đức, nghị lực và kiên trì của các vĩ nhân. Con đã thường xuyên dậy sớm và thường xuyên đọc sách và vận động nhiều hơn. Trong quá trình học thì những ngày đầu con học thì lúc đó con rất là ngại ngùng, không thuộc bậc cao hoặc giơ tay phát biểu. Nhưng trong buổi học con đã từ từ làm quen và trở nên tự tin hơn. Sau một thời gian con học lớp học vĩ nhân của cô Anna, con đã tự tin hơn. Con tự tin hơn và ngủ dậy sớm và đọc sách, tập thể dục nhiều hơn. Thì đầu tiên con học ở lớp, lúc đấy con vẫn còn ngại và hay tắt cam, không hòa đồng được. Nhưng một thời gian con
bật cạn nhiều hơn và con hòa đồng được nhiều hơn. Khi mà con thuyết trình á, lúc đầu cũng thuyết trình chưa có được tự tin, nhưng mà khi mà con bắt đầu rèn luyện thì con đã tự tin hơn. Và con thích nhất là cái bài học cố gắng được lên chính bản thân mình của anh Nguyễn Ngọc Ký, thì con rất là thích cái bài học đó. Trong khi học, con đã gặp rất nhiều khó khăn như là khó dậy sớm, vẽ mai mác cũng chưa hoàn chỉnh. Nhưng con đã dành thời gian rảnh của con để luyện vẽ mai mác mỗi ngày, giúp cho bài vẽ của mình được hoàn chỉnh hơn. Mình cũng còn những trở ngại như là mình chơi game rất là nhiều, không mà mình học mình không có tương tác thầy cô, mình cứ chơi game, mình cứ ngồi mình chơi game, mình không có tương tác thầy cô. Cuối cùng là mình đã bị mẹ mình biết chuyện đó, mẹ mình rất là buồn mình, cho nên mình rất là buồn, mẹ rất là buồn, mình cũng rất là buồn, không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cho đến khi một hôm mình học với thầy đâu, mình đã học được câu chuyện giá trị của sự tập trung, và câu chuyện này đã giúp mình thay đổi, mình đã thay đổi được bản thân và mình đã cải tiến thêm, mình đã cải thiện cái bản thân mình thêm. Và mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ ông Thomas Edison. Ông ta là một người rất là tập trung. Lúc đó là ông Thomas Edison ông đang xin việc, ông muốn làm trợ lý của ông George Gates. Lúc mà mọi người đang trao đổi kiến thức thì ông không làm gì cả, ông chỉ nhìn bằng cái mắt mình, ông nhìn vô ông George Gates đó. Trời ơi, mình rất là ngưỡng mộ tài năng đó. Mình đã học hỏi thêm về ông Thomas Edison này, và mình cũng đã noi gương theo ổng, và mình bây giờ mình cũng đã thay đổi được rất là nhiều. Mình trong những ngày cuối cùng khi mà gần mà chia tay với thầy cô, mình đã cố gắng, mình đã nỗ lực hết mình đã cuối cùng mình đã nói chuyện với thầy cô, mình đã tương tác với thầy cô được cũng rất là nhiều. Và mình rất là biết ơn ba mẹ đã đăng ký cho mình một khoa học rất là bổ ích, và mình cũng mong được đồng hành cùng với cô Anna Trịnh, thầy Đông, thầy Hưởng và cô Dung vào khóa đọc sách sau. Dạ vâng, và video vừa rồi cũng sẽ là món quà dành cho tất cả quý thầy cô, quý đại biểu, những ai chăn trở về giáo dục. Chúng ta vào với hành trình trí tuệ Việt Nam, vào với hành trình trí tuệ vùng cao, thì chúng em cũng xin được các cái khóa học này là hoàn toàn miễn phí để mời cộng đồng vào học. Nếu như mà quý thầy cô và quý đại biểu yêu mến thì có thể join vào dự án trí tuệ Việt Nam, trí tuệ vùng cao năm 2022. Các bạn sẽ có thông tin đường link để tổ chức khóa học cho các thầy cô, trong đó có khóa học 10 ngày thức giấc cùng vĩ nhân và 21 ngày học theo gương vĩ nhân, hoàn toàn miễn phí dành cho phần học bổng dành cho các thầy cô tham gia với dự án trí tuệ Việt Nam ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn em Mỹ Hảo, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý thầy cô đã chú ý đón nghe phần em chia sẻ. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh Hưởng rất là nhiều. Một cái video đúc kết chia sẻ của các bạn nhỏ rất là dễ thương. Các bạn nhỏ rất là dễ thương với những cái chia sẻ cảm nhận qua cái khóa học rất là ý nghĩa này. Chúng ta ngày hôm và bây giờ cũng đã là 9:40. Chúng ta được các thầy cô giáo, các anh chị em chúng ta đã được nghe rất là nhiều câu chuyện. Và mọi người có đồng ý với em rằng những cái câu chuyện tối nay của anh Hưởng, của cô Chi, của cô Tuyên và còn nhiều các cái câu chuyện của các thầy cô khác nữa, thực sự rằng là đã chạm đến đâu đó, đó chạm đến cái con tim của mình, chạm đến cái nỗi lòng của mình. Nếu mọi người cảm thấy rằng có một đâu đó, có một thầy cô giáo đã là giúp cho mình có một cái niềm cảm hứng, giúp cho mình có một cái truyền lửa cho chính mình, thì có thể comment số 1, đúng không ạ? Chúng ta đều có mỗi người thầy như vậy, đúng không ạ? Và chính vì lẽ đó mà ban tổ chức cũng có một cái mini game rất là dễ thương, cũng dành tặng cho các thầy cô, các bố mẹ, các anh chị em ở đây, rằng là chúng ta chính dùng chính cái câu chuyện của chính bản thân mình
về những cái trạng về những cái tâm sự của nghề giáo, hoặc là về về những cái câu chuyện mà khi chúng ta đưa sách lên vùng cao để tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoặc là một cái sự đúc kết một cái bài học gì đó mà các thầy cô giáo, các anh chị em chúng ta đúc kết ra được sau cái việc mà chúng ta đọc sách, có nghĩa là câu với mang tên là cuốn sách truyền cảm hứng trong tôi đó, thì một cái mini game đó chúng em rất là mong muốn rằng các thầy cô giáo, các anh chị em ở đây chúng ta cùng hưởng ứng để có thể đâu đó thắp đuốc một ngọn nến, có thể thắp lên hàng triệu cái ngọn nến khác chỉ mà nó không bao giờ tắt đi mà nó luôn luôn cháy mãi. Thì cũng với ý nghĩa này chúng em đã tạo ra cái mini game này, và mọi người hãy truy cập mà mọi người đợi em một chút, mọi người hãy truy cập vào cái Facebook này ạ, cái fanpage Văn hóa đọc báo gốc ạ, để có thể thấy được cái bài để viết cái bài viết của mình ở đấy ạ. Đấy, cái mini game này thì nó cũng nhỏ thôi ạ, về câu chuyện lăng tôi với những cái chủ đề về tâm sự nghề thầy, thắp sáng ước mơ cho em, sách là nguồn cảm hứng trong tôi ạ. Mọi người viết bài trực tiếp lên đây thì sau đó sẽ có được nhận một số cái phần quà rất là dễ thương, rất là đặc biệt, đó là cái những cái cuốn sách Cánh nhỏ phiêu lưu ký, một cái bộ sách mới của các anh chị em trong team văn hóa đọc mà team viết truyền đã vừa mới xuất bản rồi là được tặng những cái cuốn sách về tôi tự học và một số quyển sách bất kỳ mà thầy cô giáo mình muốn và một điều đặc biệt nữa là một cái giải đặc biệt thì dành cho một thầy cô, một cái bài viết được bình chọn nhiều nhất, đó là một cái khóa học đánh thức ý nghĩa cuộc đời online do thầy Trần Việt Quân giảng dạy cùng với bộ sách, ba cuốn sách của thầy của cụ Nguyễn Duy Cân. Một mini game nó nhỏ nhỏ như vậy thôi ạ. Cái phần giải thưởng thì nó không có quan trọng mà không có quan trọng lắm bằng cái việc rằng là chính từ cái câu chuyện của các thầy cô giáo ở đây chính là cái nguồn cảm hứng truyền tải đến cho rất là nhiều người ở xung quanh chúng ta. Một ai đó vô tình đọc mà tham gia vào cái câu lạc bộ này thì cái fanpage này thì mọi người sẽ nhìn thấy chính cái câu chuyện của các thầy cô giáo ạ. Đấy ạ. Và ở đây thì cũng có các thầy cô giáo đã các anh chị em cũng đã viết bài lên đây, một số bài học ở đây rất là dễ thương, thì mọi người có thể viết bài của mình lên đó và em sẽ gửi cái đường link. Mọi người cứ vào cái nhóm Zalo mà em gửi lúc nãy thì em sẽ gửi cái đường link Facebook để mình có thể viết bài lên đó ạ. Và cũng là khá là muộn rồi, không biết là các thầy cô giáo mình có muốn đặt câu hỏi gì với ban tổ chức hoặc là với các thầy cô giáo ngày hôm nay không, thì chúng ta có thể giơ tay để giao lưu một chút trước khi mà mình kết thúc ngày hôm nay ạ. Và cái buổi chia sẻ, cái buổi trò chuyện tâm tình tối hôm nay thì cũng có được lái trên trang fanpage Trí Tuệ Việt Nam ạ, nên là thầy cô giáo mình cũng có thể lan tỏa, có thể xem lại nó hoặc là lan tỏa cho những người bạn của mình. Sao ạ? Đây em thấy có thầy Cảnh giơ tay ạ, thì giờ thầy có thể mở mic được rồi ạ. Alo, kính chào ban tổ chức, chào cả nhà. Không biết mọi người nghe rõ nói không ạ? Dạ rõ. Nãy giờ thì tôi xin trọng giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Minh Cảnh, giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở trường cấp 2. Nó dùng không phải là dùng khó khăn như chỗ cô Chi với chỗ cô Tiền chia sẻ, nhưng mà dùng này cũng tương đối khó khăn thôi. Nhưng mà nãy giờ xem những cái chia sẻ của cô đó, của cô Chi, chỗ cô Tiền đó, đem được cái văn hóa đọc mà đến với vùng cao mà được sự nỗ lực như thế thì bản thân thấy sự nỗ lực của cô rất là lớn, rất là tâm huyết với ngài, rất là bản lĩnh mới có thể làm được. Chứ mình không có đủ nghị lực là mình rất là dễ bỏ cuộc. Mặc dù thấy học sinh ở đây thì nói nó khó khăn rồi, nhưng mà so với những cái trên những cái vùng của cô chia sẻ thì không có đáng ngại bao nhiêu. Do đó những cái hành trình mà dân qua đọc thì bản thân cũng đang xây dựng cho
cho trường, cho lớp mình chủ nhiệm. Thì nếu mà chúng ta trong giáo viên anh em chúng ta mà lan tỏa được cái văn hóa đọc trong trường học, tác động đến các em á, thì sẽ góp phần rất là đáng kể trong việc hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống cho các em sau này. Tại vì những cái tinh hoa, những cái tinh túy hết thì nó thông qua những cái trong cái sách hết. Thì việc làm của cô Chi và cô Tiền để mà trao truyền đến các em thì bản thân thấy rất là trân trọng, trân quý và rất là ủng hộ sự nỗ lực của các cô làm việc bằng cả một cái tấm chân tình của mình, bằng cái sự cho đi. À, cho đi không hy vọng mà nhận lại, nhưng mà sẽ nhận lại, cuộc sống là nó vậy rồi. Từ đó bản thân đã tham gia hành trình này và cũng muốn lan tỏa, cũng từng bước đi theo những dấu chân của các cô đã từng làm, và bản thân cũng muốn một ngày nào đó cũng sẽ triển khai được ở cái đơn vị của trường mình. Tại vì ở trường, trong cái trường học như thầy cô đã biết thì cái việc học tập của thầy cô bây giờ thì hầu như rất là hạn chế. Đa số thầy cô giống như là mình vào công chức nhà nước rồi thì cứ lay ra thôi, không có học mở ra mang thêm kiến thức. Do đó mình, nếu mình đưa được cái, mình biết được những cái này nè, tôi cũng vô tình thôi, 2010 cách đây khoảng 5 thôi, cũng có tham gia những cái lớp học của thầy Trần Quân trên những cái YouTube thôi, thì thấy được cái đạo đức, trí tuệ và cái nghị lực của thầy dạy đó. Thì bản thân cũng cố gắng đưa cái rèn cho học sinh mình được cái đạo đức, cái trí tuệ và cái nghị lực, liên tục rèn cho các em nó ba cái góc này, thông qua sách, thông qua cái câu chuyện, rồi thông qua cái tấm gương để trao truyền cho các em. Rèn luyện được cái gì thì rèn luyện được đạo đức thì phần nào cũng rèn luyện đạo đức. Để bạn, tại vì bản thân mình là giáo viên giáo dục công dân thì trước hết là mình phải gương mẫu, mình phải có nhân cách, đạo đức, lối sống tốt mình mới dạy em được. Rồi bên cạnh đó, trong những thời gian vừa qua dạy Google Meet, chạy thông qua lớp học trực tuyến, mình không có lên lớp được. Thì trước khi lên lớp khoảng 15 phút thì mình cũng dành ra mình kể những câu chuyện trong sách để mình rèn nghị lực cho các em, vun bồi đạo đức, trao dồi trí tuệ cho các em. Nhưng mà bản năng mình thấy cái văn hóa đọc mà mấy cô làm rất là bài bản, rất là đúng quy trình, có trước có sau. Do đó thì nãy giờ bản thân coi thì ngồi coi xem thì thấy cũng học được nhiều, và cũng sẽ cơ bản sẽ áp dụng được ở chỗ cái đơn vị mình. Tại mình bây giờ đang làm chủ nhiệm làm năm rồi, chỉ có áp dụng ở cái lớp chủ nhiệm mình thôi. Thì cũng có mua sách, bản thân thì tự mua sách là giống tâm hồn để cho các em nó đọc, rồi kêu các em nó cởi, rồi các em nó tác động, nó học được bài học gì thì thấy thông qua những cái chuyện này thì em nó cũng có sự chuyển biến về đạo đức, về nhân cách đó. Thì trong cái buổi Zoom này cũng có một số cái chia sẻ anh em mình, phụ huynh rồi thầy cô mình tiếp tục lan tỏa, để cùng nhau lan tỏa, cùng nhau chia sẻ, để mình hy vọng một con én không là mùa xuân, nhưng mà nó giống như ảnh hưởng này, nó có báo hiệu mùa xuân. Mình cũng làm hết tất cả những gì có thể đi để định hướng cho các em nó đi một cái con đường cho nó đúng đắn. Thì bản thân thấy cái hành trình trong quá đọc này nó rất là hay, rất ý nghĩa, và mình cũng đang thực hiện ở cái trường mình. Thì trước mắt mình chỉ thực hiện ở cái lớp mình đang chủ nhiệm thôi, và mình thấy cái hiệu quả của nó mang lại rất là lớn. Những cái chuyện này sẽ tác động rất là lớn, do đó bản thân sẽ tham gia cái hành trình này, đi suốt hành trình, và cũng mang vào tổ chức cũng tạo điều kiện để mình học được, cũng có được mình được tập huấn, mình được tham gia trải nghiệm để mình làm một cách cho nó bài bản hơn, để thật sự cho nó là thấm sâu vào kiến thức của em. Thì qua đây thì cũng cảm ơn ban tổ chức ha. Cảm ơn chỗ cô Chi với cô Tiền rất là nhiều, rất là ngưỡng mộ cái sự chia sẻ, cái sự trao truyền của mấy cô. Rồi cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo được cái buổi trong học chung rất ý nghĩa này. Thì hy vọng mình sẽ cùng nhau lan tỏa, để hy vọng một ngày nào đó đất nước Việt Nam mình, những thế hệ trẻ nó sống tử tế hơn, đàng hoàng hơn, để giống như câu nói nãy Bác Hồ mình nói, non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang, để sánh vai có vùng bắt được Nam Châu được hay không, chính là một phần lớn không học tập của các em, câu học tập của em nó có sự tác động rất là lớn của những người định hướng như mình.
À, Khương Tùng xin cảm ơn một chút rất là nhiều. À, xin cảm ơn phòng học mình. Dạ, cảm ơn thầy Cảnh rất là nhiều ạ. À, và thầy cứ vào nhóm Zalo bạn văn hóa đọc công cáo ạ. Thì chúng em sẽ kết, nếu mà thầy chưa vào thì thầy cứ vào, sau đó là chúng em sẽ kết nối thầy với cô Chi cũng như là cũng các thầy cô mà không ở vùng cao, vùng khó khăn, chúng ta vẫn có thể đăng ký tham gia hành trình. Và chúng ta vẫn được học như các vẫn được học và tham gia hành trình như bình thường ạ. Nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn cái phương pháp nhận sách hoặc là không nhận sách thôi ạ, để mình nhường lại những cái cuốn sách đó cho các thầy cô ở vùng cao thôi ạ. Thì mọi người có thể vào cái đường link mà em vừa mới gửi để mình có thể biết thêm cái thông tin. Thì ở đây có cô Hoan giơ tay, không biết là cô muốn chia sẻ điều gì nữa không ạ? Trước khi chúng cô có một vài phút để chia sẻ ạ. Yeah. Cô có thể mở mic được rồi ạ. Thầy Hưởng, cô Chi, cô Tuyền, cô Hảo ạ. Xin chào tất cả các anh chị. Thì mặc dù là hôm nay thì cũng khá là muộn rồi, nhưng mà xin ban tổ chức, xin các anh chị cho em chia sẻ khoảng 2 đến 3 phút ạ. Dạ vâng ạ, mời cô ạ. Em cũng là lãnh đạo của một trường cấp 2 ở trường trung học cơ sở Băng A Rinh của huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk ạ. Thì trường thì em cũng thuộc là một trường khó khăn, cho nên là hàng năm là bọn em cũng kết nối các mạnh thường quân, rồi tặng quần, tặng áo, tặng sách, tặng vở, rồi tặng đủ thứ cho các em ạ. Thế nhưng mà suy nghĩ lại thì mình tặng những cái vật chất mà như vậy cho các em thì nó giải quyết được gọi là cái tình thế thôi. Thế còn để mà tặng cho em được một cái thói quen, được tặng cho các em được nghiên cứu, học hỏi để mà phát triển trí tuệ thì cái đấy mới là cái gọi là cái từ thiện đỉnh cao. Thế cho nên là trường thì thay đổi cái cách kêu gọi các mạnh thường quân, cho nên là vừa rồi là chúng em kêu gọi các mạnh thường quân để xây dựng một cái thư viện xanh. Vì nhà trường thì chưa có thư viện mà, thế là xây dựng một cái thư viện xanh để xây dựng cái văn hóa đọc trong trường. Thế thì khi mà kêu gọi thì đầu tiên thì rất là thuận lợi, nhưng mà khi dịch bệnh bùng phát thì cuối cùng là bị tắc. Vừa rồi thì cũng kêu gọi được một người hỗ trợ được 30 triệu. Thế là nhà trường đã làm xong được một cái mái. Thế còn lại là nền, rồi trang trí bảng biểu thì bắt đầu các thầy cô là cùng nhau là cùng dùng quỹ chi thường xuyên của nhà trường, rồi dùng các thầy cô đóng góp công sức và làm bây giờ là gần xong. Thì bản thân thì cũng rất là may mắn được một cô giáo ở cùng huyện chia sẻ để vào cái nhóm của mình. Thế thì cũng chưa biết là bắt đầu từ đâu, nhưng hôm nay được gặp các anh chị, coi như được gặp quý nhân đó. Thì cũng rất là mong là trong cái thời gian tới thì nhờ các anh chị giúp đỡ, chứ khi mà đã xây dựng thư viện xong rồi là cũng biết chưa biết là bắt đầu từ đâu, rồi kêu gọi nguồn sách như thế nào, rồi hướng dẫn, rồi chia sẻ với giáo viên để tham gia cùng với đội nhóm. Rồi khi mà thực sự là thầy cô phải có lửa trước thì mới truyền tải được cho các em, chứ bản thân mà các thầy cô mà không ham đọc sách thì cũng khó. Cho nên là hôm nay thực sự là mình rất là vui, rất là cảm ơn ban tổ chức, rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã chia sẻ. Và cũng mong rằng là trong cái thời gian tới thì cũng nhờ các anh chị hỗ trợ cho trường để làm sao mà giáo viên và học sinh đều gây dựng được cái văn hóa đọc, gọi là coi như là mẫu ở trong huyện đi, để lan tỏa các trường khác. Thì ở trong huyện mình ấy thì xây dựng cái thư viện xanh để tạo cái môi trường đọc cho học sinh ấy, thì chưa trường nào làm được, nên trường mình là làm đầu tiên. Thế thì cho nên cũng rất khó, mò mẫm, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cho nên hôm nay là rất là mừng. Một lần nữa là cảm ơn ban tổ chức, rồi cảm ơn tất cả các anh chị, rồi cũng mong rằng là trong cái thời gian tới các anh chị
cũng bớt chút thời gian để giúp đỡ cho mình, để mình hoàn thành cái tâm nguyện là tạo được cái môi trường đọc trong trường, và cũng có hy vọng là trong thời gian tới là lan tỏa được cái phong trào đọc về cho các trường ở trong huyện nữa ạ. Xin cảm ơn các anh chị ạ. Dạ, cảm ơn cô Hoan ạ. Cô cử vào nhóm Zalo cũng như là đăng ký theo đường link, và sau đó thì sẽ có các bạn bạn phụng sự, các bạn sẽ gọi điện cũng như là hướng dẫn trò chuyện với cô nhiều hơn. Dạ. Và dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều vì những cái chia sẻ rất là tâm huyết của cô ạ. Và không biết là hiện tại còn có thầy cô nào muốn chia sẻ nữa không ạ? Và nếu không thì bây giờ em đã mở mic cho cả nhà mình rồi đấy. Ai muốn, mọi người muốn chia sẻ thì mọi người cứ sẵn sàng mở mic thôi ạ, chứ không cần phải đợi ban tổ chức nữa. Và nếu cả nhà mình đã tròn vẹn kết thúc cái buổi tối ngày hôm nay một cách rất là tròn vẹn với những câu chuyện, với những trăn trở của rất là nhiều thầy cô giáo, và ngay cái lúc này đấy thì cũng em cũng rất là cảm ơn cả nhà đã dành tròn vẹn cái thời gian của mình, thời gian một ngày cuối tuần thay vì cho gia đình thì mình dành tròn cho cái ước mơ lan tỏa như tự thế ạ. Và bây giờ thì cả các thầy cô giáo và anh chị em chúng ta có thể mở mic để chào nhau ạ, cái kết thúc cái buổi tối trò chuyện thân mật ngày hôm nay ạ. Chào, xin chào tất cả các anh chị nha. Dạ, xin cảm ơn ban tổ chức, xin chào tất cả quý thầy cô và quý anh chị. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các thầy cô ạ. Và trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ cùng hát với nhau một bài. Xin mời em Nhật sẽ mở một ca khúc rất hay và ý nghĩa lên nào. Chúng ta sẽ cùng nán lại hát với nhau một bài này. Bài này hát karaoke được đấy. Dân cùng nhau dân cư 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 cảm ơn thầy cô, các thầy cô rất là nhiều ạ. Tạm biệt mọi người, chúc cả nhà chỉ tin cho mình mình nhận hơn hết tình ta do đời.
Cảm ơn các thầy cô giáo rất nhiều. Xin chào cả nhà. Xin chào ban tổ chức. Chào ban tổ chức, xin chào quý thầy cô. Cả nhà có một cuối tuần tuyệt vời. Xin chào cả nhà. Có một ca bảo bóng để chia tay với thầy Tuấn và xin chào đón thầy. Chào mọi người, em xin phép tắt zoom ạ. Chúc mọi người, chúc mọi người có một ngày tối ngủ ngon ạ.